Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 307. Toàn bộ đại lôi âm tự cũng một trận rung rẩy Vách tường cũng xuất hiện vết nứt. Quét quét cho bụi phiêu đảng mà lên. Cách gần một nhiều chút Phật đà, tại chỗ bị tạc bay nhiều cái, người bị thương nặng. Còn có một chút tu vi nông cạn la hán, tại chỗ liền bị nổ đi qua. Bất quá, vấn đề không lớn. Bong bóng Sona còn có thể cấp cứu xuống. Nhưng mà tiếc núi là, Phật môn Sô Na Ao đã không có nước. Về phần như Lai Phật Tổ đang đứng tại trung tâm nổ, đứng mũi chịu sào chính là hắn. Bất quá lấy Phật Tổ chuẩn thánh tu vi, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Nhưng là như vậy uy lực nổ mạnh bên dưới. Như củ nổ Phật Tổ mặt đầy lại đen, cả người cà sa cũng bật thành một cái một cái. Còn có một chút huyết thủy, bể, thịt cái gì, bay rơi vào Phật Tổ trên đầu. Hắn nhắm đến con mắt, tự hồ đang địch nhân con chốt thí mảnh công hạ, hơn lưu một cái dũng sĩ. Như vậy vĩ đại, cũng bóng tối như vậy. Một lát sau, hắn há mồm, phun ra một cái nồng nặc khói đen, lộ ra một cái răng vàng khè. Hắn biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Phản phất là đang cười, lại phản phất là ở phẫn nộ. Chúng Phật đều ngẩn ra. Hoàn toàn không dám tin nhìn này trước mắt một màn này. Còn có đang nổ đi qua Phật tổ một ít vật đà cách khá xa. Nhưng là nổ lớn âm thanh, nháy mắt vang một khắc kia, để cho lỗ tai của họ cũng vo ve. Phật tổ, ngươi. Di lạc Phật vừa muốn lên tiếng hỏi thăm một chút. Đại lôi âm tự nóc bằng bên trên, rớt xuống một ít tro bụi, rơi vào trên người Phật tổ. Phật tổ không nhúc nhích, phản phất đã thành một cụ không có hồn phách thể xác rồi. Khụ. Thật thấp tiếng ho khang, từ Phật tổ trong miệng phát ra trên đầu treo một ít máu thịt be bét, cũng bắt đầu rơi xuống. Phật tổ, ngươi không sao chớ. Di lạc Phật tâm thình thịch mà bắt đầu. Hắn vừa mới liền kỳ quái, em đẹp này ba cái yêu quái làm sao sẽ tới Linh Sơn xin tội. Bây giờ, hắn phản phất biết. Là đang ở bi kịch sau khi phát sinh mới hiểu được. Trường mi la hán, tỉnh tọa la hán. Hai vị la hán nhục thân đều bị nổ hư còn lại một ít la hán cũng có bất đồng trình độ tổn thương liền bao gồm phổ hiền bồ tát đang nổ to lớn dưới sự xung kích cũng ói hai cục máu phật môn lần nữa tuyết thượng gia sương không việc gì như lai phật tổ trợn mở con mắt thanh âm bình tĩnh hào không gợn sóng thậm chí bình tĩnh cũng hơi dọa người rồi sử một cái pháp cà sa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại mà phật tổ cũng khôi phục béo trắng dáng vẻ nhưng là sắc mặt lại đặc biệt dọa người Linh sơn chúng phật liền cũng không dám thở mạnh rồi. Quét quét. Đại lôi âm tự trên vách tường lần nữa rớt xuống một ít tro bụi. Trường mi tĩnh tọa hai vị la hán nhục thân cũng nổ không có. Đáng thương nhìn này phật tổ. Hai cái la hán hoàn toàn không phản ứng kịp, liền bị nổ tung âm thanh che mất. Sau đó nhục thân sẽ không có. Phật tổ này sao lại thế này? Di lạc phật yếu ớt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ai biết rõ làm sao chuyện Không việc gì Phật tổ bình tĩnh nói Phản phất chẳng có cái gì cả phát sinh như thế Ngồi ở chính mình trên băng ghế nhỏ Không nói một lời Cho mình đốt lên một điếu thuốc hút. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau Không nói một lời Đại lôi âm tự mặt từng xuất hiện Mấy đạo cái khe to lớn Tiểu phong lục soát một chút thổi vào Màu hồng tư sổ sách chập chờn đứng lên Nhẹ kinh vũ động này ba cái yêu quái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Như Lai Phật Tổ thấp trầm giọng hỏi. Vừa mới chỉ là nghe nói bọn họ là tới xin tội tới, chỉ muốn trút giận, chuyện cụ thể cũng không có cặn kẻ đi hỏi. Khởi bẩm ngã Phật. Nhìn không người động, Di Lạc Phật kiên trì đến cùng đứng dậy nói, "Ba cái yêu quái nói là, bởi vì xa trì quốc đuổi tăng nhân, độc tôn đạo giáo chuyện, cho nên tới chúng ta Phật môn xin tội." Vừa nói âm thầm nhìn Phật Tổ liếc mắt, Di Lạc Phật tiếp tục nói, lúc ấy ta nghĩ thầm, đường tam tạng này một khó khăn nhất định là tiến hành không nổi nữa. Nếu như Phật môn người tùy tiện tiến vào xa trì quốc truyền giáo, sợ rằng được phí chút sức lực, kết quả là ta động linh cơ một cái, kế thượng tâm đầu. Nếu này ba cái yêu quái đã biết mình sai lầm, như vậy không bằng liền do bọn họ tới tiến hành truyền giáo, như vậy không cần Phật môn mới bận tâm chuyện này. Hơn nữa do này ba cái yêu quái làm, sự tình sẽ so với chúng ta phái người đi làm càng đơn giản hơn Nhưng là, không nghĩ tới, sẽ phát sinh sự tình như thế Cuối cùng những lời này, Di Lạc Phật thanh âm rất nhỏ Còn một bên âm thầm đánh giá Phật tổ sắc mặt Dù sao cho Phật tổ cũng nổ tối Khẳng định được sinh khí Cho nên Di Lạc Phật rất là cẩn thận Nhìn này chỉ còn lại bị hủy nhục thân trường mi tỉnh tọa hai vị La Hán Còn có một chút trọng thương Phật Đà như Lai Phật Tổ đột nhiên cười. Cười rất là quái dị. Linh Sơn chúng Phật kinh hãi. Phật Tổ đây là thế nào? Không phải là bị kích thích, đưa đến tinh thần thất thường đi. Suy nghĩ một chút, cái này rất có thể. Bởi vì Tây Du sự tình, Phật Tổ bận tâm vải lực, đã sớm không chịu nổi gánh nặng rồi. Nhưng là không nghĩ tới, Phật môn trụ sở chính lại cũng bị gieo họa. Tới đại lôi âm tự tự bạo tới. Cái này so với đại lôi âm tự bị ăn trộm thời điểm càng nghiêm trọng hơn. Khi đó có thể nói vào tạch. Nhất thời trong chừng không cẩn thận, bị trộm. Nhưng là này tới đại lôi âm tự Phật môn trụ sở chính đến từ bạo nổ đến, tính chất khác nhau hoàn toàn. Có phải hay không là có người muốn tấn công Phật môn trụ sở chính? Dùng như vậy dứt khoát phương thức, nổ vang giao phong đệ nhất pháo. Hơn nữa đệ nhất pháo sẽ để cho Phật môn tổn thất dị thường thảm thiết. Phật tổ, ngươi, chịu đựng nha. Thân là như lai Phật tổ bạn rượu, khác tính toán Bồ Tát thứ nhất đứng ra nói chuyện. Thần sắc tràn đầy khẩn trương. Khoảng thời gian này cùng Phật tổ uống hai bữa rượu, quan hệ bất tri bất giác phóng gần thêm không ít. Nếu như Phật tổ điên rồi. Này sau này ai bảo bọc hắn. Phật tổ, kiên cường, nhất định phải kiên cường, chỉ là một ít ngoài ý muốn, chỉ cần chúng ta Phật môn vẫn còn, chúng ta đồng thời cố gắng, đồng tâm hiệp lực, không có không bước qua được thảm khắc tính toán bồ tát nắm chặt quả đấm tới vị phật tổ cố gắng lên bơm hơi đúng nha phật tổ nhất định phải kiên cường chịu đựng mặc dù phật môn gần đây sự tình không ngừng nhưng là chỉ cần chúng ta vẫn còn này cũng không phải chuyện phật tổ cố gắng lên chịu đựng phật môn cố gắng lên hao tổn dầu với phật tổ ngươi yên tâm vô luận xảy ra chuyện gì phía sau còn có chúng ta đây chúng phật rối rít phụ họa từng cái nắm chặt quả đấm thực ra nghĩ đến phật tổ cũng là không dễ dàng vì tây du suy nghĩ rất nhiều nhưng mà lại biến số không ngừng phật môn càng là liên tiếp xuất hiện đại sự nhất là lần này phật môn trụ sở chính cũng thiếu chút nữa bị tạc rồi còn kém một tí tẹo như thế phật môn trụ sở chính sẽ bị sang thành bình địa đây cũng chính là phật tổ tâm lý năng lực chịu đựng quả thật không tệ nếu như biến thành người khác tới cũng có thể điên. Di Lạc Phật cùng Hoan Hỉ Phật hai người, mặc dù đối với Phật Tổ vị trí thèm thuồng đã lâu, nhưng là theo Phật môn không ngừng xảy ra chuyện. Hai người lại có chút vui mừng đứng lên. Cũng còn khá bọn họ không phải như Lai Phật Tổ, bằng không xử lý những chuyện xấu này chính là bọn họ. Một lát sau, Phật Tổ tiếng cười ngưng. Chúng Phật cố gắng lên bơm hơi thanh âm cũng an yên lặng xuống. Từng cái đứng thẳng tắp, đều đang đợi đến Phật Tổ giáo huấn đây. Đốt một điếu thuốc, Như Lai Phật Tổ hút một hơi. Mặt mũi bình tĩnh, cặp mắt trống rỗng, tựa như tro tàn. Di lạc Phật, Hoan Hỷ Phật, Bổn Tọa biết rõ, hai người muốn chấm bút Bổn Tọa vị trí rất lâu rồi. Về phần Như Lai Phật Tổ vị trí, như vậy thì giao cho các ngươi đi. Phật Tổ lời này là ý gì? Không phải là muốn tự sát đi. Chúng Phật nhất thời cũng khẩn trương lên chỉ nghe phật tổ tiếp tục nói ông đây mặc kệ rồi ta đi tìm lãnh đạo từ chức đi tiếng nói vừa dứt toàn bộ linh sơn hoàn toàn yên tĩnh lại phật tổ muốn từ chức hắn muốn không làm chúng phật trố mắt nhìn nhau từng cái há miệng tự hồ cũng muốn nói gì di lặc phật cùng hoan hỉ phật liếc nhau một cái đối với phật tổ vị trí hai người bọn họ quả thật thèm thuồng đã lâu có thể giờ phút này là nghe được phật tổ muốn từ chức trong lòng lại không khỏi phức tạp. Nếu như Phật tổ đi như vậy rồi, như vậy lưu cho bọn hắn là một cái cục diện rối rắm. Nhất là hiện tại Phật môn hay lại là thời buổi rối loạn. Hai người bọn họ đã không nghĩ tiếp lấy cái này cục diện rối rắm rồi. Ít nhất bây giờ Phật môn tình huống là hai bọn hắn không lãnh đạo được. Phật tổ, không thể nha. Linh các Bồ Tát trực tiếp quỵ ở Phật tổ dưới chân, Ông hắn bắp đùi khóc ròng ròng. Bây giờ thật vất vả cùng lãnh đạo lan lộn được rồi Lại muốn từ chức Nếu như Phật tổ thật không làm Đối với Linh các Bồ Tát mà nói Là không có chút nào chỗ tốt Mặc dù lấy hắn một cái rượu thuốc lá xe cần hen thương mà nói Vẫn là có thể dễ như trở bàn tay mở ra mạng lưới quan hệ Tiếp tục cùng hạ giới Phật tổ cửa hàng Có thể là đối với như lai Phật tổ hắn thật là không thôi nha Phật tổ, nếu như ngươi đi, Ngươi để cho chúng ta linh sơn những người này có thể làm sao bây giờ nha. Rời đi ngươi, chúng ta giống như là không có ngụ hài tử. Phật tổ, không muốn nha, không cần đi. Nếu như ngươi phải đi, liền mang ta đi chung đi thôi. Linh các bồ tát nước mắt cuồn cuộn, ôm Phật tổ bắp đùi, khóc ồ lên. Đúng nha, Phật tổ ngươi không thể đi, Phật môn yêu cầu ngươi, chúng ta yêu cầu ngươi. Phật tổ, ngươi không thể đi. Chúng Phật quỳ đầy đất, mỗi người lau nước mắt. Như Lai Phật tổ thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Tự hồ thật lòng tồn đi tới. Hắn thật không muốn làm. Phật tổ mệt mỏi. Vì Tây Du bận tâm vải lực, tận tâm tận lực xử lý Linh Sơn công ty đủ loại công việc. Nhưng là phía sức không có kết quả tốt. Tây Du Tây Du không sửa lại, Linh Sơn cũng không có lý tới được. Ở hai vị thánh nhân nơi nào càng là không có kết quả tốt, một cái không thuận liền to mồm đánh tới. Đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ sớm đã từ chức không làm. Phật tổ có thể kiên trì đạo bây giờ, cũng coi là sức chịu đựng tương đối mạnh rồi. Linh sơn bị ăn trộm, kinh tế đình trệ tiêu điều. Lần này càng là lợi hại, tới đại lôi âm tự chơi đùa tự bạo tới. Tạo thành tổn thất, có lẽ người ngoài xem ra không phải lớn như vậy, dù sao Phật môn gia đại nghiệp đại. Nhưng là ai lại biết rõ, bây giờ Phật môn đã chỉ còn sót một cái trống rỗng đây. Nếu như đường vũ biết rõ cho lai ca tai họa thành cái bộ dáng này. Muốn từ chức không làm. Nói cái gì cũng phải ấy nấy hai giây. Ý ta đã quyết. Như lai Phật tổ thở dài một cái. Nhưng mà thấy đại lôi âm tự quỳ đầy đất. Lại có chút vui vẻ yên tâm, tự hào. Chính mình năng lực lãnh đạo vẫn không tệ. Cũng tương tự bao gồm nhân phẩm của mình tự hồ cũng nhận được công nhận. Phật tổ, ngươi không thể đi nha di lạc phật cũng quỳ xuống linh sơn trừ ngươi ra ai cũng lãnh đạo không tới những thứ này và vẫn cần muốn ngươi phật môn yêu cầu ngươi giờ khắc này di lạc phật muốn rất nhiều rồi ít nhất bây giờ linh sơn phật môn là hắn không lãnh đạo được phật tổ ngài là thánh nhân thân chọn như lai phật tổ sao có thể tức giận nhất thời liền từ chức không làm hoan hỷ phật nói huống chi thánh nhân cũng sẽ không đồng ý phật tổ ngươi không thể đi nha hướng quen thuộc đại lôi âm tự nhìn một cái. Ánh mắt của Phật tổ tràn đầy lưu luyến. Ở chỗ này đã công việc đã bao nhiêu năm, còn có từng cái đồng nghiệp. Đột nhiên này muốn từ chức rời đi, trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối. Tiểu cát. Như lai Phật tổ sờ ôm hắn bắp đùi linh các Bồ Tát thở dài nói, buông ra bổn tọa bắp đùi. Linh Sơn từng ngọn cây cọng cỏ cũng là quen thuộc như vậy. Phật tổ lưu luyến, không thôi, hướng nhìn bốn phía. Là năng lực ta chưa đủ Không cách nào lãnh đạo các ngươi đám này con lừa trọc Nhìn này di lạc Phật Hoan hỷ Phật hai người Như Lai Phật Tổ tiếp tục nói Hy vọng hạ giới Phật Tổ So với ta có năng lực Có thể càng lãnh đạo tốt các ngươi Dẫn Phật môn Phật Tổ không muốn nha Ở ta tâm lý Ngươi là duy nhất Phật Tổ Trừ ngươi ra Ai cũng không được Linh các Bồ Tát ông Phật Tổ bắt đùi Ô ô khóc lớn Ngân đầu yết đế hơi do dự một chút xoay người bay ra ngoài hắn phải đi nam hải lạc già sơn đi tìm quan âm bồ tát phật tổ muốn từ chức đây là đại sự tình thân là phật môn bồ tát một trong hơn nữa còn là phật tổ thân tính nhân có lẽ quan âm bồ tát có biện pháp khuyên giải an ủi một phen đáng chết biến số lại cho phật môn sèn xoẹt thành cái này đức hạnh cho phật tổ đều phải chỉnh không làm ngân đầu yết đế ở tâm lý mắng một tiếng nhanh chóng hướng lạc già sơn đi Linh Sơn một mảnh đau thương. Chúng Phật cũng nhìn này Phật tổ. Linh các Bồ Tát ôm Phật tổ bắp đùi, ô ô khóc. Còn có một chút chúng Phật cũng đang len lén lau nước mắt. Lúc trước đối với Phật tổ, bọn họ thậm chí còn có nhiều chút oán hận, không phục, cho là hắn không xứng làm cái này như lai Phật tổ. Có thể giờ phút này là, hắn thật muốn từ chức không làm. Chúng Phật mới cảm giác được rồi Phật tổ tốt không nói ra cách chỉ một đó là có thể lực về phương diện này, Linh Sơn sẽ không có người có thể cùng Phật Tổ như nhau. Tây Du không có trước khi bắt đầu, Phật môn bị Phật Tổ thống trị phát triển không ngừng. Này đầy đủ mọi thứ đều là ở biến số xuất hiện sau đó, đưa đến toàn bộ Phật môn bắt đầu liên tiếp xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, để cho người ta ứng tiếp không nổi. Phật Tổ, không thể nha, không thể. Di Lặc Phật luôn miệng nói, mặc dù Phật môn có một ít ngoài ý muốn nhưng là chúng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bách chiến bách thắng. Không nên bởi vì một chút đã kích chưa gượng dậy nổi, Phật tổ nếu như ngươi đi, ai tới dẫn Phật môn. Những thứ này con lừa trọc yêu cầu ngươi, Linh Sơn cũng cần ngươi. Toàn bộ Linh Sơn chúng Phật đều tại khuyên giải an ủi đến, hy vọng Phật tổ không muốn hành động theo cảm tình, tùy tiện từ chức. Như Lai Phật tổ đứng lên, đem Linh các Bồ Tát tay cho đẩy ra nhìn này phía dưới chúng phật thật dài thở dài trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối lưu luyến chúng phật không cần khuyên giải an ủi rồi ý ta đã quyết là năng lực ta chưa đủ không cách nào dẫn mọi người cũng cảm tạ qua nhiều năm như vậy mọi người đối với ta công việc ủng hộ và trợ giúp như lai phật tổ hướng phía dưới không người chào nói thật cùng mọi người cộng sự khoảng thời gian này cũng thật vui sướng nếu như có thể ta cũng muốn tiếp tục lưu lại nơi này cùng mọi người cùng nhau cộng sự. Nhưng là ta không đủ năng lực, không cách nào nữa đi dẫn mọi người. Vừa nói Phật tổ quay đầu, sợ một cái chính mình Phật tổ băng ghế nhỏ. Ngược lại hướng hậu đường đi tới. Phật tổ. Phật tổ. Chúng Phật ở phía sau không ngừng kêu, sau đó bận rộn lo lắng đi theo. Như lai Phật tổ trở lại chính mình thiện phòng. Đem một ít đồ dùng hàng ngày, đơn giản thu thập một chút, quấn ở một cái tam giác trong túi. Sau đó đem tam giác vòng thắt ở rồi trên người mình. Đốt một điếu thuốc. Phật tổ hướng thiện phòng nhìn, nhìn rất chậm, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Một lát sau, hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài chúng Phật cũng đang ngơ ngác nhìn này Như Lai Phật tổ. Nhìn này chúng Phật, Như Lai Phật tổ khổ sở nở nụ cười, ta từ chức xong, liền trực tiếp đi, không trở về công ty rồi mọi người bảo trọng đi. Chúng Phật nhìn này như lai Phật tổ từng cái mặt lộ không thôi. Mắt rưng rưng nước mắt. Cũng ít nhiều năm đồng nghiệp. Lão đại đột nhiên muốn từ chức, giờ phút này tự nhiên cảm thấy không thôi. Như lai Phật tổ trong lòng cũng tràn đầy khổ sở. Ánh mắt theo số đông Phật thân trước nhất phút qua quá. Đem trên người tam giác vòng siết chặt, thở dài nói, Phật môn chúng Phật sau này liền cần di lạc Phật hoan hỷ Phật hai người phí tâm, còn có Tây Du không hổ là như lai phật tổ đến bây giờ dù là muốn từ chức cũng như cũ còn lo lắng phật môn phát triển cùng nhân giao phó phật tổ nhất thời chúng phật quỳ đầy đất an nghẹn ngào lạc già sơn nghe được phật tổ muốn nghỉ việc quan âm bồ tát trực tiếp liền ngây ngẩn cũng không biết rõ đường tam tạng lại làm cái gì lại đối phật tổ đã kích lớn như vậy thật tốt lão đại đều không làm nếu không làm ngay sau đó vội vàng đứng dậy cùng ngân đầu yết đế đồng thời hướng linh sơn chạy tới cùng lúc đó địa phủ bên trong đáng thương phục hổ la hán lần nữa bị đưa đến địa phủ chuẩn bị đầu thai lần trước có thể nói một chút là ngoài ý muốn đưa đến mà lần này hắn đúng là chết ở người một nhà trong tay đem hết thảy xử lý xong nhiên đăng cổ phật cũng hướng linh sơn chạy tới hết thảy các thứ này đều do như lai phật tổ nếu như không phải hắn quá khinh người, làm sao sẽ đưa đến chính mình không khống chế tốt khí thế đây? Nhiên đăng cổ Phật ở tâm lý đối Phật tổ oán hận lên. Sa trì quốc. Đối với Linh Sơn chuyện phát sinh. Đường vũ hoàn toàn không biết rõ. Một cái đơn giản tùy tiện thao tác, nổ vang ở Linh Sơn. Lại sẽ đưa tới lớn như vậy vấn đề. Liên quan tới cái này nổ vang vấn đề, đường vũ chỉ là căn cứ khoảng cách, bóc tính một chút, sau đó ở nổ cũng là Phật tổ xui xẻo. Nếu như ở trong hỗn độn đang dừng lại một hồi, tuyệt đối sẽ không bị tạc lại đen. Cũng sẽ không như thế lòng như cho nguội muốn từ chức. Chào hỏi các học trò, đường vũ đã chuẩn bị lên đường. Hai ngốc tử mấy ngày nay lưu luyến thanh lâu. Từ trong thanh lâu đi ra thời điểm, cả người thân thể đều tại đập gõ rồi. Sắc mặt vàng khè, vành mắt đen nghiêm trọng. Có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác đường vũ hít vào một hơi ngữ trọng tâm trường nhắc nhở một câu nữ nhân tuy đẹp nhớ lấy không thể quá độ nha đàn bà là giết người không thấy huyết đau cổ nhân sớm đã có độ sâu nhận thức nhắc nhở hai ngốc tử đánh này ngáp sư phó ta biết rõ ta sẽ chú ý nhìn hắn đường đi cũng có chút bước chân phiêu hốt rồi đối với mình đồ đệ đường vũ còn rất là thương tiếc đem nhà xe nhường cho hai ngốc tử để cho hắn khôi phục tinh lực thầy trò vài người chậm rãi lên đường rời đi xa trì quốc có thể nói phật môn này mấy khó khăn toàn bộ đều trúng độc rồi hơn nữa còn cho phật tổ tạo thành tổn thất to lớn theo nhiên đăng cổ phật hiển thánh xa trì quốc vương truyện chỉ dựng lên tự miếu phát triển mạnh phật giáo hắn thấy chỉ cần không có ở đây xua đuổi hòa thượng rồi như vậy hòa thượng nhất định sẽ trở lại nhưng là sự tình thường thường không ngờ không người không có cùng còn trở lại. Bởi vì toàn bộ đều rồi đạo giáo rồi. Chủ yếu nhất, thịt thật ăn ngon. Hơn nữa còn cái kia lấy vợ sinh con, hoàn toàn không cần quá nhiều tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật. Đạo giáo tốt vô cùng. Nhân tính hóa. Sa trì quốc vương thậm chí còn tự mình ra mặt, tìm được một ít vốn là Phật giáo nhân, muốn để cho bọn họ trở về. Nhưng mà, chúng tăng nói cho hắn biết. Chúng ta ăn thịt, phá giới đã không được Phật môn đệ tử rồi, cho nên không trở về được. Nhất thời Sa Trì Quốc Vương hoàn toàn không có biện pháp, thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa hạ chỉ, Sa Trì Quốc tuyển mộ hòa thượng. Một khi nhận, đãi ngộ từ ưu. Không ép tiền lương, ngũ hiểm một kim. Đối với Sa Trì Quốc, thậm chí còn linh sơn vấn đề, Đường Vũ hoàn toàn không biết rõ. Bởi vì hắn đã lên đường. Đi ra không lâu, âm thanh gợi ý của hệ thống liền truyền tới. Ken Chúc mừng ký chủ, lắc lư chúng tăng đạo giáo. Từ Phật môn trong tay cướp đoạt khí vận. Khen thưởng khí vận giá trị 2 triệu. Ken Chúc mừng ký chủ, cảm hóa hỗ lực đại tiên ba người, phá hư Phật môn kiếp nạn. Từ Phật môn trong tay cướp đoạt khí vận. Khen thưởng khí vận giá trị 1 triệu. Ken Chúc mừng ký chủ, cùng Phật Tổ nhiên đăng cổ Phật uống rượu, đưa đến phục hổ la hán đầu thai. Từ Phật môn trong tay cướp đoạt khí vận. Khen thưởng khí vận giá trị 500.000. Khen. Chúc mừng ký chủ, lợi dụng hỗ lực đại tiên ba người, nổ vang ở Linh Sơn. Từ Phật môn trong tay cướp đoạt khí vận. Khen thưởng khí vận giá trị 5 triệu. Đường Vũ nhất thời đắc ý nở nụ cười. Đối với xa trì quốc này mấy khó khăn vốn là hắn đều không nghĩ tới thế nào thao tác. Nghĩ là, hối đoái hết thông quan văn điệp trực tiếp đi. Nhưng mà không nghĩ tới, âm sai dương thác bên dưới, kiếm lấy nhiều như vậy. Cơ trí Đường vũ không nhịn được bội phục nổi lên chính mình cơ trí. Vì chính mình này sống thao tác, điểm rồi một cái đại đại đáng khen. Nhưng mà đường vũ hoàn toàn không biết rõ, bởi vì hắn này một lớp thao tác, cho Phật môn cũng sèn xoẹt thành dạng gì. Ngay cả Phật tổ đều phải từ chức không làm. Nếu như Đường Vũ thật biết rõ hết thảy các thứ này, Phỏng Chừng hắn đều ngẩn ra ở, bởi vì hoàn toàn không tưởng tượng nổi, sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cùng hai tên học trò chậm rãi đi. Về phần hai ngốc tử ở trong xe đang ở khò khò ngủ say đây. Tây Thiên. Như Lai Phật tổ cùng chúng Phật từng cái cáo biệt. Từ Địa Ngục trở lại nhiên đăng cổ Phật cũng ngây ngẩn. Hoàn toàn không nghĩ tới linh sơn sẽ phát sinh sự tình như thế hơn nữa đối phật tổ đã kích lớn như vậy muốn không làm như lai phật tổ tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người quan âm bồ tát có thể nói toàn bộ linh sơn hắn tin tưởng nhất chính là quan âm bồ tát quan âm bồ tát cũng nhìn này phật tổ hơi nhíu mày nàng tự hồ biết cái gì phật tổ từ chức không làm là không có khả năng bởi vì hắn đều phải chuẩn bị làm một mình làm sao có thể vào lúc này từ chức trời đi đây. Hơn nữa phía sau hai vị thánh nhân cũng sẽ không thả hắn rời đi. Bổn tọa, đi, chư vị bảo trọng. Như lai Phật tổ đem trên người tam giác vòng cẩn thận cột chắc. Hướng về phía chúng Phật phẩy tay, thân ảnh nhất tránh, trực tiếp biến mất. Phật tổ. Linh Sơn chúng Phật kêu lên tiếng. Nhưng mà Phật tổ đã rời đi. Lắc mình vào trong hỗn độn, Phật tổ dẫn đầu cho mình đốt lên một điếu thuốc, ánh mắt có chút thâm thúy, tự hồ là đang suy tư điều gì. Hút xong sau, rồi mới lên tiếng, cầu kiến hai vị thánh nhân. Vừa mới kề bên rút ra, vậy làm sao lại tới? Chuyện gì? Chuẩn đề thanh âm từ trong hỗn độn nhớ tới. Khởi bẩm hai vị thánh nhân, ta tự biết năng lực chưa đủ, không cách nào dẫn linh sơn chúng Phật. Tây du chuyện, càng lại liên tiếp biến số không ngừng, từ bắt đầu đều phát hiện đang hoàn thành kiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ta đã ý thức được năng lực mình chưa đủ, vô pháp thắng mặt cho Phật Tổ chức vị này. Cho nên chuyên tới để chào từ giả, mong rằng hai vị thánh nhân tác thành. Vốn là nhắm đến con mắt tiếp dẫn cũng trợn mở con mắt, cùng chuẩn đề liếc nhau một cái. Như Lai Phật Tổ muốn từ chức, cái này không thể được. Không nói trước xa cách chỉ một tu vi chính là một cái chuẩn thánh. Huống chi Như Lai Phật Tổ năng lực vẫn có, cũng chính là gần đây có chút trồng lăng, chạy lệch rồi chẳng lẽ là bởi vì vừa mới rút hắn hai miệng rộng tử ghi hận, tư ừ. nghĩ như vậy cũng rất có thể. tiếp dẫn trợn mắt nhìn chuẩn đề liếc mắt, ý kia rất rõ ràng. đều tại ngươi, không việc gì liền rút ra như lai một cái miệng rộng tử, lúc này được rồi, làm cho người ta đánh sốt ruột đi, nhưng gia muốn không làm. chuẩn đề sờ mũi ngựa ngùng cười một tiếng, hiện thân mà ra, đi tới trước mặt phật tổ, tiểu đến, ngươi đây là làm gì nhỉ? Mới vừa cùng ngươi đùa dẫn đâu rồi Từ cái gì chức từ chức Thực sự là Giờ phút này chuẩn đề có chút hối hận Có phải hay không là đối vật tổ quá hà khắc Cũng vậy Một lời không hợp chính là một cái miệng rộng tử Bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi huống chi hay lại là Tây Thiên như lai Phật tổ đây Nhưng là Cây nhỏ không tu không thẳng tắp Nhân không sửa chữa ngân oai hùng Gậy gộc bên dưới ra hiếu tử Đây đều là không sẽ vì ma luyện hắn ấy ư để cho hắn có thể tốt hơn thành tài, đi quản lý Phật môn. Tiểu đến, ngươi này từ cái gì chức từ chức? Bây giờ ngươi nhưng là như lai Phật tổ, địa vị tôn sùng, có thể nói ngọc đế hoàng đế ngồi ngang hàng người, phải không? Thật tốt, đừng làm rộn. Chuẩn đề bắt đầu có chút luống cuốn. Nếu như Phật tổ thật từ chức, vậy thật là là một cái phiền phức chuyện. Bản thân chuẩn thánh tu vi, nếu như tùy tiện thoát khỏi Phật môn, thậm chí sau này cũng có thể cùng Phật môn chống lại. Liên quan tới một điểm này không phải là không có khả năng. Muốn biết rõ chuẩn đề nhưng là thường thường tác hắn, đã sớm oán hận trong lòng rồi. Nếu quả thật khư khư cố chấp, thoát khỏi Phật môn. Như vậy chuẩn đề tuyệt đối sẽ không dưỡng hổ vi hoạn. Nhưng là nếu như Phật tổ vào lúc này thoát khỏi Phật môn, như vậy Phật môn làm sao bây giờ? Có thể nói Phật môn người, không có bất cứ người nào có Phật tổ năng lực như vậy rồi, đem trọn cái Linh Sơn tập đoàn quản lý phát triển không ngừng. Cũng chính là thỉnh kinh chuyện này, xuất hiện một chút sai lệch. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng là bởi vì biến số đưa đến, thậm chí mỗi một khó khăn, Phật tổ cũng đang nghĩ biện pháp đi ứng đối. Không phải Phật tổ không được, là biến số thật đáng sợ. Mỗi một lần cũng để cho Phật tổ không kịp chuẩn bị. Toàn bộ Phật môn cũng dự không ngờ được, liên quan tới kiếp nạn vấn đề, biến số thế nào đi cho ngươi sèn xoẹt. Còn nữa, nếu như ngươi rời đi Phật môn, ngươi có thể đi đâu đây? Có phải hay không là? Chuẩn đề tiếp tục nói. Hy vọng để cho Phật tổ nhận rõ hình thức, có thể lưu lại. Bằng không thoát khỏi Phật môn, toàn bộ tam giới cũng không có ngươi chỗ dung thân. Lời này quả thật không giả. Tiệt giáo là không trở về được. Thiên đình cùng Phật môn vốn cũng không đối phó. Từ. Cùng mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tư giao, nhưng là hết thảy các thứ này cũng ngại vì hắn là như lai phật tổ cái thân phận này một khi từ chức rồi phật tổ chức vị ai còn nhận biết ai nhỉ nguyên thủy thiên tôn căn bản không thể là rồi hắn đắc tội tây phương nhị thánh cho nên khi đó phật tổ liền thật không có hữu dung thân chỗ rồi bất quá hắn chuẩn thánh tu vi tam giới lớn nơi nào không thể an gia ý ta đã quyết như lai phật tổ lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc năng lực ta chưa đủ không cách nào dẫn phật môn hy vọng hai vị thánh nhân có thể tác thành chuẩn đề có chút đầu đau tiểu đến có phải hay không là bởi vì ta thường xuyên đánh ngươi cho nên ngươi mới có một cái ý niệm như vậy nha thở dài một cái chuẩn đề tiếp tục nói thực ra ta là vì ngươi khỏe không phải như vậy có một câu như vậy sao ngọc bất trắc bất thành khí ta thừa nhận đối với ngươi quả thật có chút hà khắc nhưng là ta gõ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm lớn lên, tốt hơn dẫn Phật môn. Ngươi vậy làm sao còn không hiểu ta khổ tâm đây? Lại nói, chút chuyện như vậy, cũng không cần thiết từ chức không làm nha, có phải hay không là? Như Lai Phật tổ cầm điếu thuốc tay, khẽ rung xuống. Hắn đã có nhiều chút hết ý kiến, hoàn toàn không biết rõ làm sao đi nói chuẩn đề rồi. Bởi vì này lại nói nói quá vô sĩ, không biết xấu hổ một lời không hợp liền đùng đùng tác ta to mồm. Còn nói tốt với ta. Ta cảm ơn ngươi. Nếu như không phải không đánh lại chuẩn đề, như Lai Phật Tổ cũng muốn đối tốt với hắn thoáng cái. Cùng những thứ này không liên quan, ta là thật cảm thấy năng lực mình chưa đủ, nhất là đối với Tây Du Chuyện, ta biết rõ để cho hai vị thánh nhân thất vọng. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, nhưng là ta đã tận lực, chỉ hy vọng hạ giới Phật Tổ, năng lực xuất chúng, đi hoàn thành Tây Du mỗi một khó khăn, cũng hy vọng hết thảy đều làm để cho hai vị thánh nhân hài lòng. Ta là thật không muốn làm như Lai Phật tổ rồi, hữu tâm vô lực, càng là cảm giác mình năng lực chưa đủ. Cho nên, hy vọng hai vị thánh nhân, đọc ở ta nhiều năm như vậy tận tâm tận lực quản lý Phật môn phân thượng, còn hy vọng có thể tác thành. Chuẩn đề không chiêu, hướng trong hỗn độn tiếp dẫn nhìn. Ý kia rất rõ ràng, sư huynh ta có chút sắp xếp lăng hắn không được ngươi tới đi nhưng mà chuẩn đề nghe không hiểu tiếp dẫn nghe hiểu bởi vì như lai phật tổ nói chính mình hữu tâm vô lực rồi cái này thì rất rõ ràng còn có thể thương lượng tiếp dẫn từ đi tới trước mặt như lai phật tổ cười nói phật tổ năm đó chúng ta sư huynh đệ hai người nhìn ngươi cùng ta tây phương hữu duyên ngoài ra cũng là bởi vì ngươi năng lực xuất chúng cho nên lúc này mới không ngại cực khổ đưa ngươi phổ độ đến chúng ta tây phương hơn nữa còn trở thành Tây Phương như Lai Phật Tổ, tất cả đều là tại ngươi năng lực quả thật xuất chúng. Năng lực xuất chúng. Chủng đề còn ngay ngắn một cái liền tác lão tử một cái miệng rộng tử. Mà ngươi còn mặt thí cũng không thả một cái. Bây giờ ngươi nói năng lực xuất chúng có tác dụng chó gì? Như Lai Phật Tổ ở hút thuốc, buồn buồn im lặng. Bây giờ Tây Du quả thật ra rồi một vài vấn đề, nhưng là này bởi vì biến số tồn tại, cho nên hết thảy các thứ này mới vượt ra khỏi khống chế, cái này cũng không trách ngươi. Hơn nữa sư đệ cũng nói, trời đi Phật môn ngươi còn có thể đi đâu bên trong đây? Có phải hay không là? Nếu như ngươi muốn thật cảm giác không hài lòng, có điều kiện gì cái gì, đều có thể nhất, tiền lương đãi ngộ cái gì tùy tiện nói. Tiếp dẫn cũng bắt đầu kéo trở về rồi. Ngược lại thì là không thể để cho như lai Phật tổ từ chức không làm. Linh Sơn sự tình không ngừng, nhất là vật môn bảo khố bị trộm, kinh tế đình trệ tiêu điều. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì ta cái này Phật tổ không làm tròn bổn phận, mà ta cũng thật cảm thấy hổ thẹn, tự nhận là không có năng lực đảm nhiệm Phật tổ vị rồi. Như Lai Phật tổ đem tiểu tam giác vòng từ trên người cởi ra, từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá. Lần nữa cho mình đốt lên một cây, sau đó đem tam giác vòng lần nữa cổng lên người. Không phải là linh sơn bảo khố mất sự tình sao? này cũng không tính là là một cái chuyện, để cho ở chúng ta sư hai huynh đệ trên người, liên quan tới Linh Sơn vấn đề kinh tế, khẳng định nghĩ biện pháp giải quyết. Tiếp dẫn cười nhận lời đi xuống, còn có vấn đề gì, ngươi cứ việc nói ra đi ra. Hai người lão không chết cũng sẽ như vậy ăn nói khép nép nha. Như Lai Phật tổ nhất thời cảm giác một trận sảng khoái. Chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên rồi. Nếu như sớm biết rõ như vậy, đã sớm nhất từ chức. Có vài người chính là như vậy, ngươi không giải thích chức, hắn cũng sẽ không chú trọng ngươi năng lực làm việc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được thật có năng lực. Ta thật không muốn làm. Như Lai Phật tổ thở dài một cái, kỳ thực tâm lý sản khoái vừa so sánh với. Đi xuống, ngươi đây là nói gì thế? Cái gì không làm, ngươi suy nghĩ một chút ngươi là Như Lai Phật tổ, địa vị tôn sùng. Chuẩn đề cười nói, trở về đi, Linh Sơn còn cần ngươi quản lý đây trầm mặc một hồi lâu, như lai Phật tổ mới không tình nguyện đáp ứng, nếu hai vị thánh nhân coi trọng như vậy ta, vậy cũng tốt. Nghe được như lai Phật tổ đáp ứng, hai vị thánh nhân đều không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Từ, trở về làm việc cho giỏi, sau này có cái gì bất mãn liền cầm ra. Tiếp dẫn nói, như lai Phật tổ gật đầu, nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi còn chưa cút. Con mắt của chuẩn đề trừng một cái, theo thói quen mắng một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại cười nói tiểu đến ngươi còn có chuyện gì sao như lai phật tổ không nói gì cũng không động tiếp dẫn ngược lại suy nghĩ một chút cũng liền biết này như lai phật tổ muốn sự tình từ chức khẳng định chỉnh linh sơn đều biết sau đó đột nhiên này không đi chính mình cũng cảm giác cũng ngượng ngùng trở về sư đệ ngươi đưa tiểu tới trở lại linh sơn đi ngoài ra đối chúng phật nhắc nhở một tiếng nhất định phải thật tốt phối hợp tiểu làm việc tiếp dẫn phân phó nói chủ đề gật đầu một cái một đạo thần niệm truyền xuống đưa như lai phật tổ trở lại linh sơn sau đó cho phật môn một đám đệ tử dạy dỗ một trận nhìn này lần nữa ngồi ở phật tổ trên băng ghế nhỏ như lai phật tổ có người hoan hỉ có người buồn bất quá đối với này quan âm bồ tát cũng sớm đã đoán được phật tổ chơi đùa rõ ràng chính là lấy lui làm tiếng nói là từ chức kỳ thực là dùng loại biện pháp này uy hiếp hai vị thánh nhân một phen. Chuẩn đề thánh nhân cũng tự mình cho Phật Tổ trả lại rồi. Như vậy có thể thấy, ở Phật Tổ cùng thánh nhân giao phong trung, Phật Tổ lấy được tiểu tiểu thắng lợi. Phật Tổ rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái, ngược lại dấn thân vào đến trong công việc. Về phần Linh Sơn vấn đề kinh tế, ngược lại hai vị thánh nhân đáp ứng, về phần bọn hắn thế nào đi giải quyết, đó chính là bọn họ chuyện. Trở lại Linh Sơn, dẫn đầu tu bổ xuất hiện chỗ sơ hở đại lôi âm tự. Về phần trường mi tỉnh tọa hai vị la hán, cũng cùng chuẩn đề nói, tin tưởng hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Cho nên hết thảy các thứ này hoàn toàn không cần Phật tổ quan tâm. Bây giờ duy nhất mong đợi liền là hy vọng chuẩn đề có thể mau sớm giải quyết Linh Sơn vấn đề kinh tế, để cho Phật môn lần nữa phong phú đứng lên. Nhưng mà Phật tổ không biết là, đối với vấn đề kinh tế, bây giờ chuẩn đề đã tại bắt tay giải quyết một đạo phân thân đi sẽ hỗn độn, đi bộ đứng lên. Đối với tiệt giáo, hắn không dám đi đắc ý, thông thiên giáo chủ không phải nuông chiều hài tử nhân. Nếu như hắn thực có can đảm đi sắc, phỏng chừng thông thiên cũng sẽ đem hắn phân thân đánh tan, thậm chí cũng có thể xông vào trong hỗn độn tìm hắn tính sổ. Đối với thông thiên cái kia lăn đầu thanh, hắn và tiếp dẫn vẫn là rất không muốn đi trêu chọc. Về phần xiển giáo, có thể đơn giản đi bộ một chút, nhưng là không thể quá nhiều còn có nhân giáo cũng có thể đi một chút cũng không làm quá mức kết quả là chuẩn đề hiện thế chạy hết một vòng ta xem bảo vệ này cùng ta tây phương hữu duyên bằng vào một câu nói này đơn giản chạy hết một vòng chuẩn đề liền thắng lợi trở về ngược lại đem hết thảy các thứ này cũng phong phú vào phật môn bảo khố phật tổ âm thầm bật cười sớm biết rõ như vậy sớm đã dùng chiêu này rồi hai người các ngươi lão không chết cũng có hôm nay nha mặc dù tâm lý sảng khoái nhưng là như cũ không thể trễ nải chính sự đem kịch bản lấy tới phi phi hai tiếng hướng trên ngón tay nhổ mấy bãi nước miếng sau đó lật ra kịch bản chuẩn bị nhìn một chút đường tam tạng bọn họ tiếp theo khó khăn trần gia trang thông thiên hà linh cảm đại vương vốn là quan âm bồ tát hồ sen chung một con cá chết. sau đó hạ giới vì yêu mà Trần Gia Trang hàng năm đều phải hiến tế một cái đồng nam đồng nữ để cho hắn đánh bữa ăn ngon. Nhìn như hết thảy các thứ này an bài cũng không có vấn đề. Phi thường hợp lý. Nhưng là bởi vì biến số tồn tại, cho nên hết thảy các thứ này có thể còn phải có phát sinh ngoài ý muốn. Đột nhiên, Như Lai Phật Tổ thần sắc ngẩn ra, tâm máy động đột. Này một khó khăn lại phải trúng độc rồi. Còn không chờ bắt đầu đâu rồi, Phật Tổ đã hạ có kết luận. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau, mặc dù không biết rõ Phật Tổ tại sao biết cái này nói gì. Dù sao còn chưa có bắt đầu đâu rồi, làm sao có thể nói thẳng xong con bê đây. Đường Tam Tạng hắn cưỡi phải là sư tử, có thể bay. Như Lai Phật Tổ giải thích một câu. Qua sông. Tự hồ đối với Đường Tam Tạng bọn họ mà nói không phải vấn đề lớn lao gì. Cho nên này một khó khăn có thể nói thẳng, chúng độc rồi. Nghe vậy, chúng Phật này mới phản ứng được đối với đường tam tạng sư tử có thể bay chẳng nhẽ đi xuống nói cho hắn biết tam ca ngươi ngừng đi nhưng là hắn đường tam tạng lúc nào là nghe lời người này một khó khăn mọi người có ý kiến gì không phật tổ hướng về phía phía dưới chúng phật hỏi thăm nhất thời chúng phật trố mắt nhìn nhau nghị luận ầm ĩ làm đường tam tạng bước vào trần gia trang một thắc kia để cho linh cảm đại vương trực tiếp xuất thủ bắt hắn lại văn thù bồ tát đề nghị nói đối với văn thù bồ tát đề nghị chúng phật cũng không có phản ứng đến hắn trực tiếp hiện thân bắt lại đường tam tạng ngươi làm tôn ngộ không là ăn chay ngươi đây là để cho linh cảm đại vương đi tự sát nha chúng phật đều bắt đầu thảo luận đứng lên nghiên cứu thế nào để cho này một khó khăn tiến hành tiếp thuận lợi hoàn thành mặc dù lớn đa số cũng biết rõ trên căn bản cũng trúng độc rồi nhưng là sao cũng phải làm dáng một chút đủ loại tham khảo nhưng mà cũng không có tham khảo đi ra cái dĩ nhiên hạ giới đường vũ nằm ở nhà xe bên trong hai chân đông đưa dập đầu đến hạt dưa đối với người kế tiếp kiếp nạn hắn toàn bộ hết không lo lắng con cá kia là quan âm bồ tát mà quan âm bồ tát lại là người khác nếu như không phải quan âm bồ tát hắn nói cái gì cũng phải đem con cá kia hầm nếm thử một chút lại nói linh cảm đại vương hạ giới đã nhiều ngày trần gia trang mỗi một năm đều cần hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ mà phật môn mỹ danh viết nhất thời không trông nom ở mới hạ giới vì yêu nghĩ đến đây dạng lời nói đường vũ liền một trận đau răng nói thật đúng là quá vô sĩ các ngươi chúng sinh ngang hàng lòng dạ từ bi đây ăn nhiều người như vậy ngay cả một thí cũng không thả một câu không trông nom ở liền kéo xuống rồi hả sư phó hai ngốc tử đi vào ngáp mặc dù nghỉ ngơi thời gian rất lâu đã khôi phục một ít tinh lực nhưng nhìn đi ra như cũ còn rất mệt mỏi thế nào rồi hả đường vũ cũng không ngẩng đầu hỏi sư đệ để cho ta hỏi ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi vậy thì nghỉ ngơi chứ chút chuyện nhỏ như vậy không cần hỏi ta đường vũ thờ ơ nói ngồi ngay ngắn người lại từ trên xe trực tiếp nhảy xuống hướng bốn phía nhìn một chút đây là một nơi rừng rậm mà ở cách đó không xa còn có một nhánh thác nước bốn phía hoa dại nở rộ đầy khắp núi đồi đừng nói cái địa phương này còn thật xinh đẹp ngay cả trong không khí đều mang từng tia hoa dại thoang thoảng tam lăng tử cởi quần áo ra một cái hộp đầu xuống nước liền hướng dưới thác nước đâm vào tự hồ là muốn sờ ngư ngay sau đó tam lăng tử ai nha một tiếng che bể đầu chảy máu trên đầu tới thầy trò vài người cũng cảm giác có chút kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ để cho đá cho đầu hắn làm chảy máu? Hoàn toàn không thể nào. Phổ thông đá, căn bản là không có cách đối tam lăng tử tạo thành tổn thương. Cái gì thứ đồ hư? Tam lăng tử một cái tay ôm đầu, một cái khác tay ở phía dưới một hồi sờ. Cuối cùng móc ra một cái rỉ loan lỗ đồ vật, hình như là sắc vụn như thế. Chỉ là đường vũ lại con mắt sáng lên thiên địa bảo khố một khối khác chìa khóa. Này lại đang nơi này. Đối với thiên địa bảo khố chìa khóa, hắn đã có ba khối rồi. Hơn nữa vị trí hắn cũng biết. Nhưng là bởi vì chìa khóa chưa đủ, mở ra không được. Theo đường vũ, ít nhất còn thiếu thiếu hai khối chìa khóa. Không nghĩ tới, tam lăng tử một cái hụt đầu xuống nước ghim vào, lại châm ra một khối. Quả nhiên, đường vũ càng phát ra cảm thấy nhân phẩm của mình tốt chỉ muốn nhân phẩm được, cũng sẽ bị trời cao thật sự quyến luyến. Lời này quả thực không giả. Cái gì thứ đồ hư? Đầu óc cũng cho ta làm chảy máu. Tam lăng tử ôm đầu bất mãn lẩm bẩm một câu, nhìn hắn cái dáng vẻ kia tựa hồ muốn ném ra ngoài. Đường vũ kinh hải, nhưng mà như cũ còn không có làm gì. Trơ mắt nhìn này tam lăng tử cho khối kia chìa khóa ném ra ngoài. Về phần tại sao không ngăn cản, hoặc là trực tiếp bắt vào tay bên trên đây đó là bởi vì nhiều mặt chú ý ngốc nha vào lúc này cầm một sẽ rời đi nơi này trộm cắp trở về lấy không tốt sao tam lăng tử rất nhanh từ trong nước lần nữa châm tới trong tay còn nắm hai cái ngư trong túi quần còn nhét một cái đường vũ một trận buồn nôn hắn thề tuyệt đối không ăn tam lăng tử túi quần tử bên trong điều này sau khi lên bờ tam lăng tử bắt đầu thuần thục nổi lửa nấu cơm một bộ này chương trình đi xuống, đã hết sức quen thuộc rồi. Thiên đình Theo tam lăng tự xuất ra khối kia chìa khóa. Con mắt của Ngọc Đế có chút sáng lên, hắn tự nhiên nhận ra được, đây là thiên địa bảo khố chìa khóa. Lại nói, ở tại bọn hắn thiên đình còn có một khối đây. Thiên địa bảo khố chìa khóa. Ngày xưa Long Hán đánh cướp. Hồng quân liên thủ với La Hầu đối phó Tổ Long. Ở một khắc cuối cùng hai người liên thủ đem Tổ Long giết chết mà ở trên người tổ long thiên đế bảo khố chìa khóa cũng bị đánh bể thành bất đồng mảnh vụn, tán lạc tại rồi trong thiên địa. Muốn biết rõ, ở tại bọn hắn thiên đình thì có một khối thiên địa bảo khố chìa khóa. Nếu như không phải sa ngộ tịnh đột nhiên từ trong nước lấy ra, ngọc đế liền khối này chìa khóa đều phải quên mất. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đi hướng thiên đình bảo khố, ra tìm một ít thiên địa bảo khố chìa khóa còn ở hay không. Giờ phút này, ngọc đế khẩn trương lên, muốn biết rõ thiên đình đã từng có mất trộm. Sẽ không cả ngày địa bảo khố chìa khóa cũng vứt đi. Hẳn không có thể. Dù sau này từ bên ngoài nhìn, liền là một khối rỉ loan lỗ phế đồng lạng thiết. Liền là mới vừa xa ngộ tịnh cầm khối này phế đồng lạng thiết, ngươi lập tức đi thiên đình bảo khố ra hỏi một phen. Ngọc đế sợ hải thái bạch kim tinh không biết rõ, cặn kẻ giải thích một chút. Thái bạch kim tinh trên óc mồ hôi lạnh quét quét chảy ròng nhớ cho bệ hạ hối đoái thuốc lá thời điểm, thấy như vậy một khối phế đồng lạng thiết ném ở một bên, cho là không phải thứ tốt gì đây. Lúc đó hắn còn kinh thường suy nghĩ. Đường đường thiên đình bảo khố, cái gì phế đồng lạng thiết cũng canh giữ ở bên trong. Sau đó hắn cầm lên hạ giới, tìm đường tam tạng tự hồ đổi thuốc lá. Mồ hôi trên óc dọc nước lạc, tiểu tâm can cũng bịch bịch nhảy dựng lên. Chỉ là thái bạch kim tinh cũng là trải qua gió to sóng lớn nhân, sắc mặt như thường, đáp một tiếng, từ. Nhưng mà tâm lý lại đang suy tư. Có muốn hay không trộm cắp tìm đường tam tạng đổi đổi lại? Cái này không được. Ở trước mặt mọi người, không thể như vậy tùy tiện đi xuống. Vậy phải làm gì đây? Nếu như bệ hạ biết rõ mình cầm thiên địa bảo khố chìa khóa, cùng đường tam tạng đổi thuốc lá, không phải lột chính mình ra nha. Từ. Đúng nha. Thiên đình bảo khố gặp quá tặc đột nhiên con mắt của Thái Bạch Kim Tinh có chút sáng lên. Có biện pháp rồi. Có thể mang hết thảy các thứ này đối đẩy ở cái kia trên người tặc. Sau đó mình có thể đang nghĩ biện pháp đi tìm đường tam tạng phải về khối kia thiên địa bảo khố chìa khóa. Bất quá chỉ là một khối phế đồng lạng thiết, người bình thường căn bản không biết hàng. Đến thời điểm tùy tiện cầm một cái pháp bảo liền cùng hắn đổi đổi lại rồi. Sau đó, chính mình giữ lại. Hoặc là, có thể mua một vật môn. Nghe nói Phật môn cũng có một khối thiên địa bảo khố chìa khóa. Nghĩ như vậy, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi âm thầm cười một tiếng. Tựa như nói đã thấy Phật môn số lớn pháp bảo, hướng hắn mà tới. Lý Tĩnh, trẫm mệnh lệnh ngươi lập tức hạ giới, đem vừa mới khối kia thiên địa bảo khố chìa khóa mang về. Ngọc Đế lần nữa phân phó. Tuân chỉ. Lý Tĩnh nâng chén từ trong đám người đi ra, long hành hổ bộ, uy phong lẫm lẫm chỉ là trong tay một cái chén thấy thế nào thế nào quá dị. Mặc dù lý tĩnh như vậy đức hạnh đã nhiều ngày rồi, nhưng mà một ít chúng thần như cũ còn có buồn cười xung động. Linh Sơn Thấy thiên địa bảo khố chìa khóa. Con mắt của Phật tổ cũng có chút sáng lên, nội tâm có không khống chế được kích động. Ngược lại suy nghĩ một chút, lúc ấy toàn bộ Linh Sơn bị trộn, liền ngay cả tà sa quần cộc tử đều bị trộn đi. Phật môn bảo khố càng là liền đất đều bị nổi đi xuống ba tấc. Cho nên liên quan tới thiên địa bảo khố chìa khóa nhất định là không có. Liên quan tới cái kia tạc, có thể hắn cũng không biết rõ khối này phế đồng lạng thiết chính là thiên địa bảo khố chìa khóa. Cho nên ở Phật tổ suy đoán, rất có thể nhìn một cái không có gì dùng, tiện tay ném một cái, đều có khả năng. Mà sa ngộ tịnh vừa mới móc ra khối này rõ ràng không phải Phật môn khối kia, bởi vì sa ngộ tịnh móc ra khối này tương đối nhỏ linh các bồ tát do ngươi hạ giới nhất định phải đem khối này thiên địa bảo khố chìa khóa mang về như lai phật tổ cũng hạ lệnh mặc dù phật môn kinh tế đã khá hơn dù sao hắn từ thiên đình lường gạt không ít cộng thêm không lâu trước đây chuẩn đề đi ra ngoài chạy hết một vòng cũng mang về không ít bảo bối có thể nói linh sơn kinh tế lần nữa khởi sắc phong phú nhưng là linh sơn mọi người như cũ còn ngồi băng ghế nhỏ bởi vì tài bất ngoại lộ đạo lý này Phật tổ hay lại là biết rõ. Nhất là hắn còn hoài nghi Phật môn có nội gian. Cho nên mọi người như cũ còn hoàn toàn không biết rõ, Phật môn đã phong phú. Như đã nói qua, mặc dù Phật môn phong phú, nhưng là so sánh với lúc trước, vẫn như cũ có chút khác biệt. Huống chi đó là thiên địa bảo khố chìa khóa, có thể không động tâm sao? Phật tổ đem yên dập tắt, còn lại nửa cái, đừng tại rồi trên lỗ tai. Phật môn đã phong phú, nhưng là Phật môn vẫn không có quên lúc ấy bi thương cuộc sống khổ. Lúc đó nhưng là liền yên cũng không mua nổi. Suy nghĩ một chút đến khi đó, Phật tổ liền có một loại khóc ròng ròng cảm giác. Công Phật chỉ. Linh các Bồ Tát nhận Phật chỉ, cũng vội vàng hạ giới đi. Hạ giới. Đường vũ ăn uống no đủ, đã chậm rãi lên đường. Một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay từ nhà xe trung bay ra, đâm vào trong nước, rất nhanh thì đem khối kia thiên đế bảo khố chìa khóa cho vớt ra trầm ngâm một chút thiên địa bảo khố chìa khóa đột nhiên như vậy hiển lộ ở trước mặt mọi người vô luận là thiên đình hay lại là phật môn khẳng định đã thấy cho nên định sẽ phái người tới đây hệ thống có hay không cái loại này nổ mạnh đồ vật liền cùng tạc thiên đang tựa như nhưng là không cho người ta dùng trực tiếp liền có thể nổ có hay không đường vũ câu thông đến hệ thống Tạc Thiên đang nhị hào. Hệ thống rất nhanh cho ra đáp lại. Có thể núp ở bất kỳ một nơi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ký chủ nổ. Quy lực cùng Tạc Thiên đang giống nhau. 150.000 khí vận giá trị. Đường vũ tại chỗ hối đoái, sau đó núp ở trong nước. Mới vừa phải rời khỏi cũng cảm giác được lưỡng đạo khí tức từ phương hướng khác nhau mà tới. Nhanh như vậy. Đường vũ thân ảnh nhất tránh, vội vàng núp ở xa xa trên một thân cây, nhìn chăm chú nơi này. Linh các Bồ Tát cùng Lý Tĩnh hai người trên căn bản là đồng thời chạy tới. Liết nhau một cái, hai người đồng thời sửng sốt một chút. Đối với với nhau ý đồ, cũng biết rõ rõ ràng. Linh các Bồ Tát làm sao đến đây? Lý Tĩnh mở miệng suốt trước hỏi. A-di-đà Phật. Phật tổ mệnh bần tăng đem nơi này một khối thiên địa bảo khố chìa khóa mang về Linh Sơn. Hai tay Linh các Bồ Tát chấp tay, nhẹ nhàng nói lời này rất ý tứ rõ ràng phật tổ muốn khối này chìa khóa ai cũng không mang được phật tổ nói ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều khối này chìa khóa là thuộc tại chúng ta phật môn lý tĩnh nhất thời hô hấp một hồi phật môn quả nhiên đủ không biết xấu hổ trực tiếp tuyên bố chủ quyền bản thiên vương cũng là phong bệ hạ chi mệnh đem khối này thiên đế bảo khố chìa khóa mang về Vừa nói, Lý Tĩnh khí thế bay lên, trong tay chén bể chiếu lấp lánh. Rất nhiều một lời không hợp liền làm một trận ý tứ. Trong tay chén tuy phá, nhưng là tối thiểu là chuẩn thánh pháp bảo, cho nên cho Lý Tĩnh cực lớn tự tin. Bắt lại Linh các Bồ Tát hắn thấy, vẫn rất có lòng tin. Từ Dù là cho Linh các Bồ Tát đánh, nhưng là chỉ phải hoàn thành rồi bệ hạ giao phó nhiệm vụ, hỏi như vậy đề cũng không lớn. Thậm chí Phật tổ đến cửa, như vậy Ngọc Đế cũng sẽ bảo toàn chính mình. Giờ phút này, Linh Các Bồ Tát cũng đang trầm tư. Chỉ cần đem thiên địa bảo khố chìa khóa mang về, khác cũng không là vấn đề. Gây gớm liền làm một trận đi. Kết quả là, hai người bắt đầu giằng co, mỗi người khí thế bay lên, tự hồ đang vô hình trung tỷ đấu. Đường vũ núp ở cách đó không xa. Tâm lý đang suy tư, có muốn hay không tương trợ Linh Các Bồ Tát một phen đây? Linh các Bồ Tát thường thường tìm chính mình hối đoái thuốc lá, hơn nữa mở miệng một tiếng tam ca kêu. Cũng coi là có chút giao tình rồi. So sánh với Lý Tĩnh, đường vũ có chút không ưa hắn cái này ngư bút rầm rầm dáng vẻ. Cái kia chén bể, chém gió nhỉ. Hừ, Linh các Bồ Tát, thiên đế bảo khố chìa khóa là bệ hạ muốn. Lý Tĩnh tiếng hừ nói, vô luận như thế nào, bản thiên vương cũng phải đem thiên đế bảo khố chìa khóa mang về. Thiên đế bảo khố chìa khóa, không phải là các ngươi thiên đình. Linh các Bồ Tát nhìn này Lý Tĩnh, trên người Phật quan phổ chiếu, là như vậy thần thánh, xuất trần. Nhưng là đây là chúng ta lão đại. Lý Tĩnh nói. Đúng dịp, đây cũng là lão đại chúng ta muốn. Linh các Bồ Tát không sợ hãi chút nào nhìn này Lý Tĩnh. Hai người khí thế không ngừng bay lên, nhưng là ai cũng không có xuất động thủ trước. Cho nên nhất thời dằn co không nghĩ. Đứng có chút mệt mỏi, Linh Các Bồ Tát xuất ra một điếu thuốc ngậm lên. Màu xanh nhạt khói mù bay lên, ngăn che Linh Các Bồ Tát đôi mắt, tự hồ có hơi khinh thường. Lý Tĩnh nhất thời cảm thấy chính mình khí thế rơi xuống hạ phong. Đưa tay đem yên cho móc ra, cũng muốn ngậm lên một cây. Nhìn một cái bên dưới, hơi ngẩn ra. Gặp. Không khói. Hắn phòng ngủ còn có hai gói thuốc lá, nhưng là bởi vì bệ hạ hạ lệnh vội vàng lúc ấy liền hạ giới. Quên có thuốc lá. Lý tỉnh sắc mặt có chút khó coi, thở phì phò đem bao thuốc lá một dạng thành một đoàn, nhét vào một bên. Hắn càng phát ra cảm thấy mình bị đánh mặt. Khí thế yếu đi. Linh các bồ tát âm thầm bật cười, hút một hơi, mặt bên trên nổi lên một tia hưởng thụ, nhỏ nhỏ mị đến con mắt. Thấy hắn cái này đức hạnh. Lý tỉnh càng muốn ngậm lên một cây rồi mà linh các bồ tát càng làm người tức giận rút ra còn dư lại nửa cái trực tiếp vứt xuống trước mặt lý tỉnh tự hồ để cho hắn nhặt lên rút ra lý tỉnh khí thế một cơn chấn động thiếu chút nữa không có tại chỗ cùng linh các bồ tát liều mạng nếu quả thật không yên ở không có nhân tính huống hạ nhưng là bây giờ linh các bồ tát đang ở trước mắt hơn nữa còn cười hiếp mắt nhìn này chính mình ở một cái hắn đại biểu nhưng là thiên đình nếu như như vậy trước mặt mọi người nhặt tàn thuốc rút ra như vậy ném không chỉ là hắn lý thiên vương mặt tự hồ liền thiên đình mặt cũng ném các ngươi thiên đình tiền lương đãi ngộ kém như vậy sao liền yên đều phải rút ra không dậy nổi còn phải nhặt tàn thuốc rút ra muốn quất nhĩ bằng không ngươi đi tìm đường tam tạng hối đoái một chút đi linh các bồ tát lần nữa cho mình đốt lên một cây cười hít mắt đề nghị nói nếu như lý tỉnh chân trước đi như vậy linh các bồ tát chân sau thì phải ghim vào trong nước vớt lên thiên địa bảo khố chìa khóa xoay người chạy lý tĩnh hừ một tiếng tốt nửa ngày mới nói linh các bồ tát đừng tưởng rằng bản vương không biết rõ ngươi lời này để cho linh các bồ tát có chút ngẩn ra chỉ nghe lý tĩnh tiếp tục nói nói đi yên bán thế nào ẩn núp trong bóng tối đường vũ một hơi thở thiếu chút nữa không lên không nổi lý thiên vương lại còn sẽ nói trò cười nhất là hắn vẽ mặt lạnh lùng biểu tình nói ra lời như vậy càng cảm thấy buồn cười không bán linh các bồ tát cười hiếp mắt nói sắc mặt của lý tĩnh tái xanh linh cơ ngươi tại tìm chết giờ khắc này lý tĩnh trực tiếp động thủ trong tay chén bể bay đi hướng linh các bồ tát đi linh các bồ tát kinh hãi hắn tự nhiên cảm thấy lý tĩnh trong tay cái này chén bể phi phàm trong tay phật châu toát ra kim sắc phật quang cùng chén bể tương đối. Ba một tiếng. Phật Châu nghiền nát. Mà Linh các Bồ Tát cũng sau lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nhiều hơn một tia tái nhật. Hai cái mặt dù làm rồi, nhưng là đối với bản thân pháp lực vận dụng, chỉ giới hạn ở đối phương. Bằng không khí tức tiết ra ngoài, cánh rừng cây này cũng phải bị phá hủy. Hừ, để cho ngươi biết rõ bản thiên vương lợi hại, nhìn chén. Lý tĩnh hăm hở, thừa thắng xông lên quả nhiên không hổ là chuẩn thánh pháp bảo so với chính mình lúc trước cái kia linh lung bảo tháp cường không phải một điểm nửa điểm mặc dù chén bể dáng vẻ quả thật có chút khó coi nhưng là uy lực cường đại nha ở chén bể bên dưới linh các bồ tát không ngừng lui về phía sau mà lý tỉnh thừa dịp trong chớp nhoáng này một đầu đâm vào rồi trong nước hèn hạ linh các bồ tát mắng một tiếng theo sát phía sau cũng vội vàng châm tiếng vào đối với hai người giao phong tây thiên cùng phật môn tự nhiên cũng nhìn rõ ràng ở lý tỉnh không yên khí thế rơi xuống hạ phong thời điểm ngọc đế thậm chí cũng chuẩn bị an bài thái bạch kim tinh cho hắn đưa một gói thuốc lá rồi nhưng mà không hổ là bọn họ thiên đình lý thiên vương phần này quyết đoán vẫn là rất cho thiên đình mặt dài nhất là thấy đánh linh các bồ tát từng bước lui về phía sau ngọc đế đều không khỏi gật đầu gật đầu tán thưởng một câu không hổ là lý thiên vương so sánh với Ngọc Đế mừng rỡ. Phật tổ liền buồn bực rất nhiều. Thậm chí đều đã sắp xếp người, hạ giới đi tiếp viện Linh Các Bồ Tát đi. Không phải Linh Các Bồ Tát yếu. Là bởi vì lý tỉnh cái kia chén bể, quả thật tương đối mạnh. Cho nên, lúc này mới đánh Linh Các Bồ Tát liên tục bại lui. Di Lạc Phật, có người hạ giới, tương trợ Linh Các Bồ Tát một phen, ngoài ra, đem thiên địa bảo khố chìa khóa, nhất định phải cho bổn tọa mang về như lai Phật tổ phân phó. Thiên địa bảo khố chìa khóa, thực ra như vậy một khối không có gì dùng. Nhưng là cũng không thể khiến thiên đình dễ như trở bàn tay lấy được. Nếu như thiên đình thật đang muốn, đến thời điểm Phật tổ thậm chí có thể bán ra cho bọn họ thiên đình. Công Phật chỉ. Di lạc Phật hạ giới đi. Hạ giới. Đường vũ thấy Lý Tĩnh cùng Linh các Bồ Tát cũng đâm vào trong nước. Ánh mắt của hắn giật giật, ngay sau đó nổ tạc thiên đang nhị hào. Lúc này hai người còn ở trong nước một trận mầy mò. Đi đâu rồi? Rõ ràng thấy Sa ngộ tịnh tiện tay ném ở nơi này, làm sao không tìm được? Phanh. Đột nhiên nổ vang. Tự hồ liền đại địa cũng lắc lư mấy phần. Nước sông sôi trào lên, giống như là ra biển giao long, phọt ra lên thiên không, sau đó bay lả tả rơi xuống. Một ít cây một rối rít bẻ gãy tạc thiên đang uy lực quả nhiên rất phi phàm nha đường vũ chặt chặt hai tiếng thiên địa bảo khố thật là được phật môn linh sơn đều tới tìm linh các lý tỉnh một hồi cướp tạc thiên đột nhiên một thanh âm vang lên bồ thơ hay nha thơ hay đường vũ không nhịn được vì chính mình điểm một cái đáng khen một lát sau tự hồ hết thảy đều yên lặng đi xuống lý tỉnh cùng linh các bồ tát hai người phiêu đảng đi lên về phần tại sao nói là bay đi lên đây bởi vì hai người nhục thân đều bị nổ hư lấy này tạc thiên đang nhị hào uy lực nhưng là nổ chết đại la kim tiên sở dĩ hai cái hoàn hảo không chút tổn hại đó là bởi vì lý tỉnh chén bể ở nhốt vào thời khắc bảo vệ được hắn linh các bồ tát kia một chuỗi phật châu cũng là khẩn yếu thời điểm che ở hắn nhưng là này chuỗi phật tổ cũng bị nổ hư hai người vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, em đẹp làm sao lại nổ đây. Trả lại cho mỗi người tạo thành tổn thất lớn như vậy. Nhất là Lý Tĩnh, hắn đã nhục thân bị hủy nhiều lần, hơn nữa còn bị làm ra bệnh trĩ, đưa đến bây giờ có chút gấp phát hỏa liền có thể cảm giác được phía sau một dòng nước ấm chảy xuôi xuống. Về phần linh các Bồ Tát tương đối mà nói, hay lại là khá hơn một chút, không tính là lần này, dù sao chỉ tử qua một lần, rất ngâm suối nước nóng lại đi ra mà bây giờ bi kịch tái diễn. Bất quá linh các Bồ Tát rất nhanh trấn định lại. Trải qua gió to sóng lớn người, chút chuyện nhỏ như vậy đã nhỏ nhặt không đáng kể. Ngạch So với linh các Bồ Tát trấn định, Lý Tĩnh cũng có chút cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao sẽ như vậy? Thiên địa bảo khố chìa khóa không có tìm được. Chính mình còn bị nổ. Đáng thương Lý Tĩnh. Thấy một màn như vậy, đường vũ âm thầm cười một tiếng duy nhất tiếc nuối chính là không có cho lý tĩnh nổ chết đối với linh các bồ tát hắn ngược lại là không có chơi chết ý tưởng của hắn từ linh sơn chạy tới di lạc phật rõ ràng nhìn thấy màn này thấy được chỉ còn lại hồn phách hai người đang qua lại bay khóe miệng của hắn không khỏi co quắp một cái lắc người một cái rơi vào linh các bồ tát bên người lý tĩnh sắc mặt hơi đổi một chút gặp di lạc phật tới thiên địa bảo khố chìa khóa khẳng định không cách nào tới tay. Ngoài dự đoán mọi người là, Di Lạc Phật cũng không có trực tiếp xuống nước tìm thiên địa bảo khố chìa khóa. Mà là ở nhìn này trong nước, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Hết thảy các thứ này nhất định là biến số gây nên. Đem lý tỉnh cùng linh các Bồ Tát cũng cho nổ. Ai biết rõ, nếu như hắn cũng tùy tiện ghim vào, có thể hay không lại cho mình nổ thoáng cái. Nói đến, hắn chuẩn thánh tu vi, Tu vi hơn xa linh các Bồ Tát hai người, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện thử. Xảy ra chuyện gì? Di Lặc Phật hỏi dò. Khởi bẩm Di Lặc Phật, Bần tăng cũng không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Linh các Bồ Tát nói, xuống nước tìm Thiên Địa Bảo Khố chìa khóa, đột nhiên liền nổ vang, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Phật Châu hộ thể, chỉ sợ ta đã băng hà. Vừa nói, linh các Bồ Tát một trận nhức nhối, bởi vì này chuỗi Phật tổ bị hủy khóe miệng của lý tĩnh co quắp một trận ngươi băng hà cái rắm ngươi cho rằng là ngươi là bệ hạ nhỉ nếu như bị nổ chết ngươi gọi ở ra rắm ở ta nơi này kêu âu gia đưa mắt nhìn trong nước di lặc phật sắc mặt có chút ngưng trọng pháp lực hộ thể cả người cẩn thận từng ly từng tí hay lại là một đầu ghim tới rồi ẩn nấp trong bóng tối đường vũ âm thầm hối hận sớm biết rõ còn có người đến ngay tại nổ lập tức thất sắc Di Lạc Phật ở phía dưới một trận mầy mò, nhưng mà chẳng có cái gì cả. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, không nên nha, rõ ràng thấy được sa ngộ tịnh đem thiên đế bảo khố chìa khóa ném ở nơi này, làm sao tìm được không thấy đây. Một con ghim đi ra. Di Lạc Phật cho mình đốt lên một điếu thuốc, tự hồ là trầm tư. Có thể hay không đã bị cầm đi. Rất có khả năng này. Bằng không làm sao sẽ không tìm được đây. Mà người này, rất có thể chính là xa ngộ tình. Cố ý làm ra đem thiên đế bảo khố chìa khóa bỏ ở nơi này giả tưởng, sau đó dẫn dụ Phật môn nhân tới, nhân cơ hội hạ hắc thủ. Khẳng định chính là như vậy. Bằng không êm đẹp làm sao sẽ đem linh các Bồ Tát đám người nổ không cơ chứ. Rất rõ ràng là sớm có sắp xếp. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Di Lạc Phật nhất thời thâm trầm xuống. Nhìn này lý tỉnh, hắn hừ một tiếng ngược lại mang theo linh các Bồ Tát hồn phách hướng Tây Thiên đi. Hắn yêu cầu đem suy đoán của mình chuyển báo cho Phật Tổ, để cho hắn định đoạt. Nhìn tại chỗ Lý Tỉnh, Đường Vũ đang suy tư, có muốn hay không đang cho hắn tới thoáng cái đây. Thiên đình. Ngọc Đế vốn là đắc ý dương dương mặt, trong nháy mắt liền xanh mét. Thiên đế bảo khố chìa khóa không được, trả lại cho Lý Thiên Vương nhập vào. Mặc dù còn chưa chết, nhưng là muốn khôi phục như cũ cũng cần đánh đổi khá nhiều. Thiên đình trải qua ăn trộm sự kiện, sau đó lại bị như lai Phật tổ cái kia không biết xấu hổ cho lường gạt một lớp. Kinh tế đã rất đình trệ tiêu điều rồi. Hơn nữa theo Ngọc Đế. Di Lặc Phật một cái hụt đầu xuống nước kim xuống, khẳng định đem thiên địa bảo khố chìa khóa cầm đi. Chẳng lẽ muốn đi Tây Thiên muốn sao? Cái này không thể nào, chỉ cần vào Phật môn tay đồ vật bên trong, không có hướng ra ói đạo lý thậm chí ngọc đế cũng có thể phỏng đoán đến nếu quả thật đi tìm phật tổ như vậy phật tổ khẳng định có lý chẳng sợ nói đây là mọi người cùng nhau thấy các ngươi thiên đình không được là các ngươi vô năng đáng chết ngọc đế mắng một tiếng sau đó vội vàng phân phó nhân cho lý tỉnh đi tiếp nối dù sao cũng là bọn họ thiên đình thác tháp thiên vương không thể không quản nhưng mà thoáng trầm ngâm một chút ngọc đế liền hiểu rõ ra Hết thảy các thứ này khẳng định cũng là biến số nhúng tay đưa đến. Tây Thiên Như Lai Phật tổ sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì hắn cũng ngây thơ địa bảo khố chìa khóa hắn cũng không có được, linh các Bồ Tát còn bị nổ. Di Lạc Phật một hồi phân tích. Nói rất có thể, hết thảy các thứ này đều là sa ngộ tình cố ý, làm ra như vậy giả tưởng. Sau đó dụ gạt chúng ta đi trước, cuối cùng trộm cắp ám hạ sát thủ. Không thể không nói, này sóng phân tích phi thường có đạo lý. Linh Sơn chúng Phật đều không khỏi gật đầu một cái, phi thường công nhận. Như Lai Phật tổ ngậm thuốc lá, nhỏ nhỏ mị đến con mắt. Xem ra thật đi tìm Sa Ngộ Tịnh nói thoáng cái. Này đều đã đáp ứng cùng bản tọa hợp tác, ngươi không thể ở đây sao xèn xoẹt rồi. Sao cũng phải nhường Phật môn thành một một khó khăn lưỡng nan, cũng tốt đối phía sau hai cái kia lão bất tử giao phó. Nhìn này linh các Bồ Tát đáng thương dáng vẻ, như Lai Phật tổ dò đường giọng, vung tay lên xuất hiện một ít bảo vật, giao phó nói, phổ hiền, sau này ngươi đi lão quân nơi đó cầu lấy một viên thuốc đi. Công Phật chỉ. Phổ hiền Bồ Tát nhận Phật chỉ, hướng đâu xuất cung đi. Chúng Phật hướng huyền quan kính nhìn. Đường tam tạng đám người đã chậm rãi đi vào trần gia trang rồi. Quan âm tôn giả, này một khó khăn yêu cầu ngươi ra mặt, đã như vậy, ngươi trước hết hạ giới, tùy cơ ứng biến, tranh thủ tận lực hoàn thành. Lời tuy như thế, có thể theo như lai Phật tổ, này một khó khăn 99% cũng phải xong con bê. Nhưng là còn phải đem quan âm Bồ Tát phái đi xuống. Tối thiểu con cá kia là nàng, được mang về. Tôn Phật chỉ. Quan âm Bồ Tát hạ giới đi. Chúng Phật đồng loạt nhìn huyền quan kính. Đối với cái này một khó khăn, dưới cái nhìn của bọn họ cũng xong con bê. Cho nên nhìn, cũng có một ít buông tuồng có Phật Đà trực tiếp nằm xuống, ngậm thuốc lá. Còn nữa, đang nghiên cứu, sau khi tan việc có muốn hay không tìm linh các Bồ Tát hối đoái hai bình nhị oa đầu, tìm mấy cái quan hệ tốt uống chút. Bây giờ Linh Sơn. Trên căn bản đều đã hưởng qua nhị oa đầu rồi, sau khi tan việc tiểu trước một ly. Chóng mặt đi vào giấc ngủ, hơn nữa không biết rõ có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác sau khi uống rượu xong, pháp lực tự hồ cũng như có như không tăng trưởng một phần nhìn chăm chú huyền quan kính chốc lát. Phật tổ trực tiếp đem mạc trượt lấy ra. Nhất thời chúng Phật không khỏi lui về sau hai bước, chỉ sợ Phật tổ tìm chính mình đánh mạc trượt. Cùng hắn chơi đùa, căn bản không dám thắng. Ai tới trà sát hai cây? Phật tổ nắm băng ghế nhỏ dẫn đầu ngồi đi qua. Chúng Phật cũng không nói gì. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là như lai Phật tổ tự mình chỉ đích danh. Văn thù Bồ Tát, cộng thêm hai vị la hán chúng phật nhìn ba người này ánh mắt đều tràn đầy đồng tình mà văn thù bồ tát đợi ba người lại lòng tràn đầy đau khổ hạ giới theo đường vũ đoàn người đi vào trần gia trang nhất thời hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt dù sao bọn họ đội nhân mã này có chút quái dị nhưng mà đường vũ thật đều không dừng đi thẳng tới thông thiên hà sư phó chúng ta được làm sao mà qua nổi sông Tôn Ngộ không hướng bờ sông bên kia nhìn một chút. Bay qua. Đường Vũ thờ ơ nói. Quan âm Bồ Tát cá chép, nhưng mà bây giờ quan âm Bồ Tát là người khác rồi, bằng không đường Vũ không ngại hầm một nồi canh cá. Thông thiên hà bên trong. Quan âm Bồ Tát cũng ở đây cùng Lý Ngư Tinh giao phó. Nói cho hắn biết. Trên căn bản đã không cần phải làm gì. Bởi vì từ Phật tổ trong miệng đã nghe ra, đối này một khó khăn đã không ôm ấp hy vọng cho nên không thành được phật tổ cũng sẽ không trách tội chính mình trên bờ đường vũ cũng không có trực tiếp bay qua bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút đối với cái này một khó khăn phật môn sẽ an bài như thế nào có cơ hội hay không ở kiếm lấy một chút khí vận giá trị cái gì tam lăng tử nhìn này thông thiên hà trong mắt nổi lên một tia tưởng nhớ rất có thể là nhớ lại hắn lưu sa hà tam lăng tử nhớ nhà đường vũ hỏi tam lăng tử ngu ngơ cười một tiếng không nói gì muốn lưu sa hà đi trở về nhìn một chút không việc gì ngộ hố ngươi nghĩ ra không nhớ nhà cũng có thể đi trở về nhìn một chút vi sư thì đơn giản cho các ngươi thả cái giả đường vũ rất là làm đồ đệ lo nghĩ nói nghe được đường vũ nói như vậy đồ đệ vài người cũng có một ít động tâm nhất là tôn ngộ không hắn chung quy cảm giác mình thiếu quá nhiều đồ hơn nữa hắn hiện tại tu vi đã tiến vào một cái bình cảnh tự hồ như không cơ duyên khó đột phá nữa rồi thoáng trầm ngâm công ngộ không hướng về phía đường tam tạng thi lễ đa tạ sư phó đi 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 đường vũ dững dưng phất phất tay cho con khỉ đuổi đi về phần tam lăng tử cùng hai ngốc tử cũng không có nhúc nhích bởi vì đối với lưu sa hà kia không có một ngọn cỏ địa phương rách nát tam lăng tử là không có cảm tình gì hai ngốc tử cũng vậy lúc ấy vân sạn động bất quá chỉ là một cái tạm thời chỗ an thân giờ phút này hai người nhưng có chút hâm mộ tôn ngộ không rồi tối thiểu có địa phương có thể đi mà hai người hoàn toàn không biết rõ hẳn đi đâu ăn uống no đủ sao đường vũ trực tiếp nằm ở nhà xe bên trong một lát sau một đạo thân ảnh bay ra ngoài chuyện gì đường vũ xuất hiện ở quan âm bồ tát bên người đối với cái này một khó khăn nhìn ra phật tổ đã bỏ đi rồi quan âm bồ tát nói ngươi yên tâm ngươi ngư ta khẳng định không ăn đường vũ trách móc cười một tiếng nhất thời quan âm bồ tát cảm giác có chút vui mừng cũng còn khá chính mình biết rõ sớm quay đầu cùng đường tam tạng lăn lộn nhìn một chút hiện tại phật môn thê thảm giường nào ngay cả phật tổ đều phải từ chức không làm nghĩ đến đây Khóe miệng của quan âm Bồ Tát có chút co quắp một cái, có một loại buồn cười xung động, không lâu trước đây, Phật tổ muốn từ chức, nhưng là hai vị thánh nhân không đồng ý. Đường Vũ Kinh Hải Hắn tự hồ cũng không có làm gì nha. Sao cho Lai Ca chỉnh thành muốn từ chức đây? Thật là, này Phật tổ là thế nào làm đến bây giờ đâu rồi, một chút sức chịu đựng cũng không có. Đường Vũ hoàn toàn không biết rõ hắn thật sự làm việc cho Phật tổ tạo thành tổn thương bao lớn lại còn ở tâm lý khinh bỉ nổi lên lai ca cho là hắn sức chịu đựng không được bất quá ta cho là phật tổ cũng không phải thật muốn từ chức chỉ là lấy lui làm tiếng dùng làm như vậy pháp tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hai vị thánh nhân một phen quan âm bồ tát nói chắc hẳn phật tổ quả thật làm được ngay cả phật môn bảo khố đều bị chuẩn đề cho bổ sung vào đứng lên nàng làm phật tổ thân tính nhân liên quan tới phật môn bảo khố đã phong phú đứng lên vấn đề phật tổ tự nhiên không có lừa gạt đến nàng thậm chí còn tiếp tục để cho nàng ra tìm nội gian bởi vì có nội gian tồn tại đưa đến phật tổ đã không kiện tướng bảo khố lộ ra ngoài rồi chỉ có một khắc hai cái tính nhiệm nhân biết rõ con mắt của đường vũ sáng lên lai ca có tiền giời à. xem ra còn phải tìm cơ hội đi linh sơn đi bộ một vòng mượn chút tiền hoa hoa vì để tránh cho lai ca chiêu đãi trộm cắp đi liền không đại trương kỳ cổ đối với vật tổ từ chức đường vũ tự nhiên cũng liên tưởng đến chơi đùa bất quá chỉ là một cái lấy lui làm tiếng thủ đoạn hắn đều muốn đi ra ngoài làm một mình làm sao có thể vào lúc này từ chức không làm đây từ ngươi nói đúng này bất quá chỉ là một cái lấy lui làm tiếng thủ đoạn đường vũ cười hắc hắc nhìn hắn cười như vậy âm hiểm quan âm bồ tát không khỏi trùng mình một cái thử thăm dò nói ngươi sẽ không còn muốn đánh Phật môn bảo khố chú ý chứ. Không có, không có, ta không phải người như vậy. Đường Vũ Nghĩa chính ngôn từ nói. Quan âm Bồ Tát không dễ dàng phát giác lật rồi một cái liếc mắt, lời này chính ngươi tin sao? Ta còn tưởng rằng Phật môn còn phải an bài một phen đây. Đường Vũ Hoa Trung mang theo một phen thất vọng. Có thể không thất vọng sao? Phật môn không an bài, thế nào kiếm lấy khí vận giá trị nha? đột nhiên đường vũ ngẩng đầu hướng xa xa nhìn một cái ngay sau đó bóng người nhanh chóng biến mất quan âm bồ tát có chút không hiểu ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng lại là như lai phật tổ tham kiến ngã phật quan âm bồ tát có chút thi lễ nhưng mà tâm lý lại có chút kỳ quái không nghĩ ra tại sao phật tổ cũng tự mình hạ giới rồi như lai phật tổ nhàn nhạt gật đầu một cái bổn tọa đến tìm sa ngộ tình nói một ít chuyện ngươi cũng không phải người ngoài, cùng bản tọa đồng thời đi. Đối với sa ngộ tình chuyện, Phật tổ cho là phải tự mình cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Tây du vấn đề, ít nhiều gì ngươi được để cho thành một khó khăn lưỡng nan, không thể như vậy xèn xoẹt đi xuống. Còn có một chút liên quan tới hợp tác vấn đề. Hắn chuẩn bị trực tiếp cùng sa ngộ tịnh nói rõ. Bổn tọa chuẩn bị đi ra ngoài lần nữa mở công ty. Ngươi xem một chút thời khắc mấu chốt, có thể hay không để cho phía sau thánh nhân xuất thủ tương trợ một lớp. Này muốn xa ngộ tịnh đáp ứng. Như vậy đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Phật tổ cũng liền không sợ rồi, tất lại có cùng bọn họ chu toàn biện pháp. Đến thời điểm thoát khỏi Linh Sơn, khác tính toán môn hộ. Thành lập thuộc về mình đầu trọc bang. Nghĩ như vậy, Phật tổ nhất thời cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Hận không được lập tức đại triển quyền cước, đại kiền một phen hai người các ngươi lão bất tử cho các ngươi không việc gì tác bổn tọa to mồm nghe vậy quan âm bồ tát sắc mặt hơi có chút quái dị phản phất là muốn cười nhưng là nhịn được đáng thương phật tổ lúc đó ta cho ngươi truyền đạt tin tức quả thật nói biến số đáp ứng hợp tác nhưng là biến số không phải xa ngộ tịnh nha như lai phật tổ vung tay lên trực tiếp xa ngộ tịnh câu tới tam lăng tử còn có chút mộng bức ngủ ngon được đột nhiên phát hiện mình thấy được phật tổ cùng bồ tát tham kiến phật tổ tham kiến bồ tát tam lăng tử vội vàng tham bái đối mặt phật tổ cùng quan âm bồ tát hai người tam lăng tử tâm lý chỉ thình thịch quỳ dưới đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên quan âm bồ tát đứng ở một bên cúi đầu miếm môi mặt mũi nhìn có chút quái dị ngưng mắt nhìn xa ngộ tịnh phật tổ hơi nhíu mày bổn tọa đã biết rõ thân phận của ngươi rồi còn về phần như vậy làm bộ ẩn dấu đi sao nhìn này quỳ cùng một cái trung thành chó lớn tựa như nếu như không phải đã biết thân phận của ngươi thật đúng là dễ dàng bị ngươi cho lừa gạt bất quá như vậy cũng có thể chứng minh sa ngộ tịnh diễn kỹ quả thật không tệ bằng không cũng không thể giấu giếm phật môn lâu như vậy bổn tọa đã biết rõ thân phận của ngươi rồi như lai phật tổ ngưng mắt nhìn tam lăng tử chậm rãi nói lời này ý tứ hết sức rõ ràng chính là ngươi không cần cùng bản tọa như vậy làm bộ bổn tọa cái gì cũng biết rõ ngươi có thể đứng lên cùng bản tọa nói chuyện chúng ta nói trắng ra cô đông một tiếng quan âm bồ tát trong hơi thở phát ra một tia âm thanh kỳ quái sau đó đầu thấp thấp hơn nghe vậy tam lăng tử là vẻ mặt mộng bức phật tổ lời này là ý gì thân phận gì bất quá tam lăng tử khoảng thời gian này quả thật cảm thấy có chút kỳ quái đầu tiên là quan âm bồ tát tìm tới chính mình nói một chút ngổn ngang lời nói cho đến hắn cũng không biết ý gì nhưng mà hiện tại phật tổ lại xuất hiện cũng nói một câu không giải thích được lời nói chẳng lẽ nói ngữ trung cất giấu cái gì huyền cơ đúng là phật tổ anh minh tam lăng tử không hổ là đã làm quyển liêm đại tướng nhân ở ngọc đế bên người nhiều năm đối với nịnh nọt lời nói há mồm liền ra những thứ này quyền cao chức trọng nhân. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn nói nghe hiểu, nghe không hiểu, ngược lại anh Minh thì xong rồi, khẳng định không sai được. Phật Tổ cười nhạt, ánh mắt chớp động, tràn đầy cơ trí. Mặc dù bổn tọa anh Minh, nhưng là ngươi cũng không tệ. Phật Tổ nói là Sa Ngộ Tịnh đang ẩn núp thân phận của biến số trong chuyện này, làm khá vô cùng. Tam Lăng Tử hơi ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại phật tổ nói hẳn là bảo vệ đường tam tạng tây thiên thủ kinh chuyện này mình làm không tệ hẳn đây là việc nằm trong phận sự tam lăng tử tràn đầy sợ hãi nói việc nằm trong phận sự phật tổ ám thầm hừ một tiếng hại chúng ta phật môn là ngươi việc nằm trong phận sự bất quá bây giờ cũng không tiện cùng hắn so đo những thứ này dù sao việc cần kiếp trước mắt là muốn cùng sa ngộ tịnh vạch rõ sa ngộ tịnh chắc hẳn không lâu trước đây quan âm tôn giả đã truyền đạt bổn tọa ý tứ như lai phật tổ chậm rãi nói mà ngươi cũng đáp ứng nhưng là bổn tọa muốn hỏi ngươi có thể có cùng phía sau thánh nhân câu thông đáng thương tam lăng tử hoàn toàn không biết rõ phật tổ nói là ý gì nhưng là quan âm bồ tát quả thật đi tìm hắn mấy lần nói cái gì phật tổ muốn hợp tác hắn càng mộng ép các ngươi một cái phật tổ một cái bồ tát có chuyện gì phân phó không thì xong rồi sao đúng là quan âm bồ tát đã cùng tiểu tăng nói đối với lần này ta hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị tam lăng tử gật đầu liên tục nói bổn tọa hỏi là ngươi có thể có cùng phía sau thánh nhân liên lạc có hay không cùng bọn họ tiết lộ ra bổn tọa ý tứ đây mới là như lai phật tổ cũng muốn hỏi sự tình chỉ cần phía sau thánh nhân đáp ứng thời khắc mấu chốt tương trợ giúp một tay như vậy phật tổ liền có thể hành động bởi vì phải sự tình từ chức, Phật tổ cũng nhìn ra, nhân phẩm của mình vẫn không tệ. Nhất là Linh các Bồ Tát biểu hiện, khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Cho nên, đối với mấy cái thân tính, có lẽ có thể giao một đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Từ Hiện tại Phật môn cũng phong phú. Đang nghĩ biện pháp đem thực lực cá nhân nhắc nhở một chút, như vậy bọn họ sẽ đối với bản tọa càng quyết một lòng, hơn nữa thực lực của bọn hắn tăng lên, đối với bản tọa cũng có ích lợi rất lớn. Như Lai Phật tổ nghĩ như vậy. Nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khí huyết dân trào, hận không được lập tức hành động. Chỉ huy các huynh đệ đi ra làm một mình. Từ. Đúng còn có vạn yêu quốc vật liệu, cũng muốn nắm chặt đưa về vạn yêu quốc. Dù sao lúc ấy vật môn kinh tế đình trệ tiêu điều, đưa đến căn bản không có đồ vật có thể đưa. Nếu như nữ nhân kia lợi dụng một chút như vậy chuyện nhỏ đại làm văn chương, cũng không phải là không có khả năng. Có vạn yêu quốc hợp tác, hơn nữa mình có thể đem Phật môn mang đi không ít người. Lo gì không thành sự. Bất quá duy nhất thiếu sót chính là thượng tầng lực lượng. Dù sao phía sau hai cái kia lão mặc dù bất tử không biết xấu hổ, nhưng là tu vi nhưng là thật thánh nhân. Mà bây giờ không sao rồi. Chỉ cần sa ngộ tịnh phía sau thánh nhân, đáp ứng hợp tác, Vậy thì vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu hành động. Ánh mắt của Như Lai Phật tổ chấp động, ở tâm lý suy nghĩ chính mình đại kế. Quá mức tới đã thấy thắng lợi cuối cùng. Hắn vấn đỉnh rồi tam giới. Chân đạp ngọc đế, trở tay rút ra chuẩn đề. Nghĩ đến đây, Phật tổ nhất thời tâm tình thật tốt, vội vàng cho mình xuất ra một cây đốt. Thánh nhân. Tam lăng tử đang nghe truyện trên TV audio CV mộng bức nhìn một cái Phật tổ hắn rất muốn hỏi một câu phật tổ ngươi có phải hay không là bị bệnh thế nào lại nói những thứ này để cho ta đây lão sa nghe không hiểu lời nói đây khởi bẩm phật tổ ta đây lão sa không phải rất hiểu sa ngộ tịnh dập đầu nói lắp ba nói như lai phật tổ hừ một tiếng vào lúc này ngươi thì không cần cùng bản tọa làm bộ đúng là phật tổ anh minh tam lăng tử lần nữa một cái anh minh làm đi qua ngươi có thể có câu thông bối sau thánh nhân hướng bọn họ truyền đạt bổn tọa ý tứ như lai phật tổ lần nữa hỏi một câu ánh mắt của tam lăng tử chớp động hoàn toàn không có nghe rõ phật tổ nói cái gì mất thần nhưng là cũng không thể hỏi phật tổ ngươi vừa mới nói gì đúng là phật tổ anh minh tam lăng tử nói lần nữa được như lai phật tổ vỗ đùi vẻ mặt tươi cười hăm hở bây giờ xem ra đã hoàn toàn vạn sự đã sẵn sàng rồi mà hắn cũng có thể trục bộ hành động rồi. Ngược lại Phật Tổ lại khai báo ra ngộ tịnh một ít chuyện, nhắc nhở hắn khác lão hoắc hoắc Tây Du, sao cũng phải thành một một khó khăn lưỡng nan, để cho hắn đối phía sau thánh nhân giao nộp. Tam Lăng Tử không hiểu, nhưng là anh minh thì xong rồi. Sau một hồi, Phật Tổ vung tay lên, cho Tam Lăng Tử đập đi xuống. Tam Lăng Tử một thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết rõ Phật Tổ nói là ý gì, ngược lại lại suy nghĩ một chút mình nói chuyện tự hồ không có vấn đề gì, này mới yên tâm lại ngã đầu ngủ tiếp. ở trong hư không, Phật tổ chấp tay sau lưng, ngậm thuốc lá đi tới lui hai bước, nhìn ra tâm tình thật tốt, thậm chí cũng đang suy tư, có muốn hay không tìm lão tam uống chút đi. từ cũng không phải không được, đi xuống một chuyến không dễ dàng, vậy thì uống chút đi. quan âm bồ tát cúi đầu, từ đầu chí cuối không có cách nào một lời nhưng mà mang trên mặt một tia khác thường đỏ thắm, phản phất là cố nén cười. Kìm nén đến. Phật môn có thể hay không xong, quan âm Bồ Tát không biết rõ. Nhưng là, nàng cảm giác tự hồ Phật tổ muốn xong. Đáng thương Phật tổ cứ như vậy tin chắc sa ngộ tịnh là biến số. Mà sa ngộ tịnh cũng vậy, đủ loại anh minh, ngươi lại không thể giải thích một chút sao. Lúc này được rồi, cũng không nói được. Nhìn Phật tổ ý tứ, đã rất rõ ràng chuẩn bị muốn hành động, muốn làm một mình. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên cảm giác có chút không đành lòng, có phải hay không là muốn mơ hồ nhắc nhở một câu đây. Nhưng là nhìn một cái Phật Tổ, mặt lộ vẻ vi tiếu, rất rõ ràng là ở tâm lý suy nghĩ chính mình đại kế. Dù là hiện đang nhắc nhở, Phật Tổ cũng nghe không lọt. Thôi, thôi. Phật Tổ, chúng ta cứ như vậy hợp tác với Sa Ngộ Tịnh rồi hả? quan âm bồ tát cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói quan âm bồ tát cái này chúng ta dùng tốt vô cùng ý này hết sức rõ ràng cùng như lai phật tổ cột vào trên một cái thuyền chỉ là ở trong lòng cũng đang suy tư phật tổ muốn đi ra ngoài làm một mình mà nàng không thuộc về phật môn cũng không thuộc về phật tổ nhân phải làm gì xem ra còn cần tìm đường tam tạng thương lượng một chút Bất quá dựa theo quan âm Bồ Tát cùng đường Tam Tạng nhiều lần tiếp xúc, đối với hắn cũng coi là hơi có lý giải. Theo quan âm Bồ Tát, lấy đường Tam Tạng cái kia không chê chuyện lớn tính cách. Rất có thể còn phải để cho nàng tiếp tục núp ở Phật tổ bên người, thậm chí thời khắc mấu chốt, còn phải lợi dụng nàng gió thổi lửa cháy. Không, sa ngộ tịnh cái này thân phận của biến số, bất quá chỉ là một viên quân cờ, bị sau lưng của hắn thánh nhân đẩy ra quân cờ, mà bổn tọa nếu như muốn cùng sau lưng của hắn thánh nhân hợp tác. Như Lai Phật tổ cười nhạt, trong nụ cười tràn đầy cơ trí, trong ánh mắt cũng lóe lên trí tuệ ánh sáng mang. Rất nhiều vạn vật đều tại đem trong lòng bàn tay tự tin. Thấy như vậy tự tin Phật tổ, quan âm Bồ Tát đã không biết rõ nói gì. Sau này, ngươi đi một chuyến vạn yêu quốc. Như Lai Phật tổ phân phó, bây giờ Linh Sơn Bảo Khố đã phong phú, sau này ngươi lựa chọn một ít, đưa về vạn yêu quốc ngoài ra đi một chuyến nữa đâu xuất cung hối đoái đơn giản một chút đang dược đồng thời cho đưa đi đối với phật tổ cùng vạn yêu quốc âm thầm có hợp tác quan âm bồ tát đã sớm phát giác nhưng là phật tổ như vậy một khó khăn kéo xuống đi như lai phật tổ chậm rãi nói buông tha ngươi không thấy đường tam tạng đã cho tôn ngộ không thả đi sao sợ rằng con khỉ kia không trở lại hắn thì sẽ không lên đường cho nên không cần thiết ở nơi này một khó khăn đam làm hại chúng ta Phật môn thời giờ quý báu. Phật tổ, bây giờ tôn ngộ không đã đại la kim tiên tột cùng. Quan âm Bồ Tát âm thầm nhìn Phật tổ liếc mắt. Ta biết rõ, bất quá hắn không đột phá nổi chuẩn thánh, ít nhất bây giờ hắn không cách nào đột phá. Như Lai Phật tổ nói. Bây giờ tôn ngộ không không phải hoàn thành, căn bản là không có cách đi đột phá. Thậm chí Phật tổ đều đã suy tư, có muốn hay không để cho hắn đột phá đây? Bởi vì vạn yêu quốc hợp tác vấn đề, nếu như tôn ngộ không đột phá chuẩn thánh như vậy cũng là mình một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là kia con khỉ kiêu căng khó thuần, căn bản không tốt sắp xếp lăng. Mà còn có thể nơi này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác vạn yêu quốc. Châm trước chốc lát, Phật tổ vẫn bỏ qua để cho tôn ngộ không đột phá chuẩn thánh ý nghĩ. Đệ tử minh bạch. Quan âm Bồ Tát nói một câu Phật hiệu, chậm rãi nói. Như Lai Phật Tổ nhìn nàng ngữ trọng tâm trường nói, ngươi là bổn tọa từ đầu chí cuối liền tính nhiệm nhân, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đa Tạ Phật Tổ. Khoảng thời gian này, ngươi có thể ở tam giới đi một chút, tỉ như đi đến Bì Lam Bồ Tát nơi nào ngồi một chút, Như Lai Phật Tổ nói. Đây là để cho Quan Âm Bồ Tát bắt đầu lôi kéo người. Đệ tử minh bạch. Quan Âm Bồ Tát nói. Nhưng mà tâm lý lại âm thầm thở dài đáng thương Phật tổ nha. Như thế ngươi trước hết hồi Linh Sơn chờ đợi bổn tọa đi, sau này đợi bổn tọa trở về, mở ra Phật môn bảo khố, sau đó do ngươi đưa về vạn yêu quốc. Như Lai Phật tổ phân phó nói. Quan âm Bồ Tát kỳ quái nhìn hắn. Khó khăn đạo Phật tổ còn không trở lại Linh Sơn sao? Bổn tọa còn có một chút đại sự phải xử lý. Sắc mặt của Như Lai Phật tổ ngưng trọng, tự hồ sự tình thật rất lớn. Ừ. Quan Âm Bồ Tát đáp một tiếng ngược lại biến mất. Mà Phật Tổ lắc người một cái, tiến vào đường vũ nhà xe bên trong, chuẩn bị cùng lão Tam uống chút. Dù sao hết thảy đều đã an bài kinh thường. Đây là mừng rỡ nha. Phải ăn mừng một phen. Lão Tam, lão Tam. Như Lai Phật Tổ đem đường vũ cho kêu lên. Đường vũ nhìn Như Lai Phật Tổ, hơi kinh ngạc. Trong mơ hồ đoán được Phật Tổ ý đồ này lai ca là một cái tử quỷ nha lai ca đường vũ kêu một tiếng sau đó đưa qua một điếu thuốc lá ngay sau đó hắn mới nhớ đây là phổ thông thuốc lá qua loa như lai phật tổ nhận lấy liền đốt hút một hơi hơi nhíu mày tự hồ cảm giác cái này yên không tốt nhưng là lão tam cho cũng không thể như vậy ném cho nên mảnh rút hai cái cho đến một điếu thuốc hút xong vội vàng lấy ra chính mình đốt lên một cây cái này mới đúng. Quen thuộc mùi vị, cảm giác quen thuộc. Lai ca, ngươi làm gì tới? Đường vũ hỏi. Này không phải gần đây vô sự ấy ư, tâm tư tìm ngươi uống chút. Như lai Phật tổ lộ ra có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Đường vũ móc ra hai bình nhị oa đầu, trực tiếp bày ở trên bàn. Sau đó Phật tổ vung tay lên, nhất thời một bàn thức ăn xuất hiện. Kết quả là, múc uống. Vài chén rượu hạ đổ, mở miệng một tiếng lão tam, mở miệng một tiếng lai like ca kêu lên. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Liên quan tới này một khó khăn vấn đề, Phật tổ trực tiếp nói cho đường vũ, lão tam ngươi bay qua, không có chuyện gì. Bởi vì đối với cái này một khó khăn, đã chuẩn bị buông tha. Không làm được, kéo xuống đi. Cùng với ở nơi này một khó hơn tử dập đầu, bận tâm vải lực, còn không bằng nghiên cứu một chút phía dưới, hoặc là nghiên cứu một chút chuyện mình đường vũ còn cảm giác có chút buồn bực hắn đều làm xong phật môn an bài chuẩn bị sau đó tốt nhân cơ hội kiếm lấy một ít khí vận giá trị không nghĩ tới như thế này mà dễ như trở bàn tay buông tha này khởi không phải nói này một khó khăn không có cơ hội thao tác sao ngạch cũng không phải dù sao ở không lâu trước đây cho linh các bồ tát cùng lý tỉnh nổ ít nhiều gì cũng có thể được một chút lão tam uống uống rượu Phật tổ bưng lên tô, hướng về phía đường vũ chào hỏi một tiếng. Nhưng mà đường vũ lại đang suy tư, bây giờ Linh Sơn bảo khố đã phong phú. Có muốn hay không tìm thời gian ở đi đi bộ một vòng đây? Ta và ngươi nói, lão tam. Như lai Phật tổ sắc mặt đỏ thắm, con mắt cười hít mắt, không lâu trước đây, ta nói muốn từ chức. Lúc ấy hai vị thánh nhân cũng dọa đái ra. Ha ha, bọn họ cũng có hôm nay nha, đáng tiếc nha chính là ta đánh không lại bọn hắn. Nói tới chỗ này, Như Lai Phật Tổ hơi có chút tiếc nuối thở dài. Đường Vũ tinh thần một trận, rất là gia môn nói, Lai ca, đại trưởng phu sống ở trong thiên địa, khởi có thể ở lâu người khác bên dưới. Nhưng, có thể chết trận, nhưng là không thể tránh không chiến. Lão tam ngươi nói đúng, sau này ta liền không sợ bọn họ. Ánh mắt của Như Lai Phật Tổ chớp động, như cũ còn đang suy tư chính mình hoành đồ sự nghiệp. Người đâu? không thể sợ. Đường Vũ nói, nói thật, Lai ca, ta biết nhiều như vậy năm ngươi cũng không dễ dàng. Như Lai Phật tổ ngẩng đầu lên, mắt trưng trưng nước mắt nhìn đường Vũ, tự hồ tìm được tri âm như thế. Lão Tam lời này của ngươi nói quá đúng, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, của ta vị tôn sùng, là Tây Thiên nổi danh như Lai Phật tổ, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngang hàng nhân, nhưng là ai có biết rõ ta tâm lý khổ đây. Hít mũi một cái, luôn miệng âm cũng hơi có chút nghẹn ngào. Ở nhân gia phía dưới làm thuê nha Chính là không dễ dàng nha Làm khá hơn nữa Nhân gia sẽ không nhớ Chỉ cần ngươi làm sai Ai không nói không nói Phật tổ bưng rượu lên Một cái chỉ làm Tự hồ đang mượn rượu tiêu sầu Thấy Phật tổ đáng thương này hề hề dáng vẻ Đường vũ tâm lý nổi lên một tia đồng tình Thậm chí tự mình kiểm thảo một chút Chính mình có phải hay không là làm quá mức Khẳng định không phải theo đường vũ cũng không có làm gì. Là Phật tổ sức chịu đựng không được, cộng thêm ở sau lưng hai vị thánh nhân nơi nào phí sức không có kết quả tốt, cho nên mới đưa đến Lai like Ca nhìn có chút đáng thương. Cùng đường vũ uống rượu, Phật tổ mới có thể cảm giác được hoàn toàn buông lỏng. Cộng thêm đoạn thời gian này được tuổi thân. Còn có này sẽ phải khởi sự rồi. Nhất thời buồn vui đang xen uống có chút động. Nằm ở đường vũ nhà xe bên trong trực tiếp ngủ. Tiếng ngáy rung trời. Lai ca, lai ca. Đường Vũ kêu hai tiếng. Nhưng mà Lai ca hoàn toàn uống nhiều rồi, khò khò ngủ say. Nghe hắn rung trời tiếng ngáy, khóe miệng của Đường Vũ có chút co quắp một cái. Chỉ tốt đi ra ngoài. Tam Lăng Tử tỉnh ngủ, ngồi ở một bên, như cũ còn đang suy tư Phật Tổ cùng Bồ Tát tìm hắn nội dung nói chuyện rốt cuộc là ý gì. Có muốn hay không cùng sư phụ mình nói một chút đây. Tam Lăng Tử ngươi làm gì vậy hơn nửa đêm không ngủ đường vũ hỏi một câu bên cạnh hai ngốc tử lật một cái thân trong miệng lẩm bẩm một câu nhược thủy đường vũ ngưng mắt nhìn hai ngốc tử thở dài một cái không có tơ tình heo có chút thật đáng buồn mặc dù sẽ không xúc động nhưng là một ít minh khắc ở trí nhớ trong đầu tồn ở tâm lý nhân như cũ sẽ không như vậy mà đơn giản quên lãng thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng lúc như cũ lóe lên trong lòng. Cười má lúng đồng tiền như hoa còn ở trước mắt. Sư phó, ta còn không vây khốn. Tam lăng tử buồn bực nói. Đi tới, Đừng vũ ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lên một hòn đá nhỏ ném vào thông thiên hà bên trong. Nổi lên mấy đóa nước, rất nhanh lại quy về rồi yên lặng. Như lai Phật tổ ở nhà xe bên trong ngáy khò khò rung trời, ở chỗ này đều nghe rõ ràng. Tam lăng tử có chút kỳ quái, không biết rõ rốt cuộc là ai nằm ở sư phó nhà xe bên trong. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nồng đậm bóng đêm, dù cho khiến người cảm thấy một tia cô tịch. Đáng tiếc Trần Gia Trang cũng không có thanh lâu, bằng không đường vũ sao cũng phải đi thích phóng nhất hạ tử. Nghĩ đến đây, nhất thời cảm giác một trận lửa nóng. Hận không được lập tức lên đường, chạy thẳng tới hạ một mục đích. Đột nhiên, ánh mắt của đường vũ hướng xe nhìn lên nhìn, Ánh mắt nổi lên quỷ dị quang mang. Để cho Tam Lăng Tử miễn cưỡng rung một cái. Tam Lăng Tử, ngươi và bác giới ở chỗ này chờ, vi sư phải rời khỏi xuống. Vừa nói Đường Vũ ngồi lên xe, sau đó gọi rồi Hoàng sư Tinh một tiếng, trực tiếp cất cánh. Một lát sau, Hoàng sư Tinh mang theo Đường Vũ đi tới một nơi phùng hoa thành trấn. Đương nhiên, còn có Lai Ca, chỉ bất quá Lai Ca như cũ vẫn còn ở khò khò ngủ say, hoàn toàn không biết rõ mình đã bị dời đi. Ban đêm Đèn lan sang Chính là thanh lâu náo nhiệt thời khắc Một cái kia cái tiểu tỷ tỷ Đứng ở lan diêm bên trên Hướng về phía phía dưới nhân không ngừng vẫy tay Đại gia tới chơi nha Tây thiên Chúng Phật thấy một màn như vậy Toàn bộ đều ngẩn ra Hoàn toàn không nghĩ tới Đường tam tạng đại buổi tối lái xe chạy trốn Lại đi tới một nơi trên thành trấn Nhìn ý hắn rất rõ ràng Là muốn đi dạo kỹ viện đáng chết. Này đường tam tạng làm sao lại như vậy tà tính đây? Giờ phút này, Phật tổ còn không ở Linh Sơn. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Thời khắc mấu chốt liền một cái quyết định nhân cũng không có. Bất quá, hay lại là Di Lặc Phật đứng ra, ai đi nhắc nhở một chút đường tam tạng, để cho hắn không việc gì khác mù đi bộ. Ngoài ra này Phật tổ đi đâu? Thế nào như vậy tiêu cực biến nhát? Nghe vậy chúng Phật toàn bộ đều cúi đầu xuống. Đối với đường tam tạng ai cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Trong đó lấy bị hại nặng nề ngân đầu yết để làm chủ, càng là xuất phát từ nội tâm đối đường tam tạng cảm thấy sợ hãi. Nếu như có thể, hắn cả đời cũng không muốn đối mặt đường tam tạng. Thấy một màn như vậy, nhiên đăng cổ Phật thật sâu thở dài một cái, cảm giác vô lực thấy lan tràn mà tới. Tại sao có thể như vậy? một cái đường tam tạng liền cho Phật môn tạo thành khổng lồ như vậy bóng mờ. Chẳng qua chỉ là một cái chính là phàm nhân, rốt cuộc có cái gì tốt sợ đây. Mặc dù Nhiên Đăng cổ Phật nghĩ như vậy, nhưng là để cho hắn đối mặt đường tam tạng, hắn cũng không muốn. Huống chi chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không cần hắn đích thân ra tay. Chúng Phật từng cái cúi đầu, nhưng mà tâm lý chỉ run run. Chỉ sợ cái này khổ sai sự lạc ở trên người mình. Quan Âm tôn giả tây du vẫn luôn là do ngươi nhìn chằm chằm liền từ ngươi đi một chuyến đi nhìn không người động di lặc phật không thể làm gì khác hơn là tự mình điểm danh tây du quả thật vẫn luôn là quan âm bồ tát nhìn chằm chằm nhưng là bởi vì biến số nguyên nhân đưa đến quan âm bồ tát cũng có chút chẳng phải để ý thậm chí ngay cả linh sơn cũng không lớn trở về đại đa số cũng tránh tại chính mình nam hải lạc và sơn đóng cửa không ra công phật chỉ Quan Âm Bồ Tát nhận Phật chỉ hạ giới đi. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, Phật Tổ rốt cuộc làm gì đi? Thời gian dài như vậy vẫn chưa về. Vì tìm lão Tam uống rượu, Phật Tổ thật là xuống cái khổ công phu, đem chính mình thiên cơ cũng che mắt. Dù sao thân là Linh Sơn Chung Quy Giang Bả Tử, như vậy cùng Đường Tam tạng nếu như bị người ngoài thấy, ảnh hưởng không tốt. Không thể không nói, về phương diện này, Phật Tổ làm vẫn là rất không tệ cho nên đưa đến bây giờ Linh Sơn chúng Phật hoàn toàn còn chưa phát hiện Phật tổ rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ là theo đường Tam Tạng đi vào Thanh Lâu, sau đó an bài hai người cho uống say Phật tổ từ nhà xe bên trong mang ra ngoài. Chúng Phật lúc này mới nhìn thấy Phật tổ bóng người. Chỉ là một cái tựa như xét đánh một dạng ngây ngốc, không nhúc nhích. Thậm chí còn có một ít Phật đà, xoa xoa con mắt, hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Nhìn Phật tổ cái bộ dáng này rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi hắn lại đi tìm đường tam tạng uống rượu. Càng đáng sợ hơn là còn bị đường tam tạng cho mang tới một gian kỹ viện bên trong. Di lạc Phật, nhanh, nhanh, do ngươi hạ giới. Nhiên đăng cổ Phật nóng nảy nói. Nếu như đây nếu là bị người khác thấy Phật tổ vào kỹ viện, như vậy Phật muôn mặt còn cần hay không? Mặc dù quan âm Bồ Tát đã hạ giới rồi, nhưng là di lạc Phật chuẩn thánh tu vi, so sánh với quan âm Bồ Tát có thể mau hơn một chút cho nên lúc này mới không kịp chờ đợi phân phó. Di Lạc Phật lục phát một tiếng liền biến mất. Mở hết tốc lực, chân ga làm đến đấy. Vô cùng lo lắng hướng hạ giới đi. Linh Sơn chúng Phật như cũ còn ngây ngốc, tự hồ còn không có từ khiếp sợ trung tĩnh hồn lại. A Di Đà Phật Nhiên Đăng Cổ Phật đọc một câu Phật hiệu, chỉ là nhìn kỹ bên dưới, thân thể của hắn đang khẽ rung đến. Đây là bị tức. Đường đường Tây Thiên Phật Tổ, thật không ngờ không được điều, uống nhiều rồi, bị mang vào thanh lâu. Mặc dù nhiên đăng cổ Phật đã tại cố gắng bổ túc, chỉ sợ bị thiên đình đám người phát hiện. Nhưng mà, từ Phật tổ bị người từ nhà xe mang ra tới một khắc kia. Cả người thiên đình cũng yên tĩnh yên lặng như tờ. Một lát sau, Ngọc Đế ha ha cười to, lão tam, làm xong. Hắn con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm huyền quan kính, nhìn những thứ kia phàm nhân phí sức mang Phật tổ, hướng thanh lâu đi, trong miệng không khỏi thúc giục đứng lên, nhanh nha, nhanh lên một chút mang tới đi, mang tới đi. Ngọc Đế Phi thường tình nguyện thấy một màn như vậy, ha ha cười lớn. Thậm chí còn thúc giục những thứ kia phàm nhân, mau một chút cho như lai Phật tổ mang tới đi. Chỉ cần đi vào rồi. Xem bọn hắn Phật môn sau này thế nào ngẩng đầu lên. Giờ phút này Ngọc Đế mắt nhán lửa, tràn đầy hưng phấn. Mà thiên thê chúng thần như cũ vẫn còn ở lăng lăng ngẩn người. Một số người thậm chí còn hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là như lai Phật tổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Phật tổ lại bị đường tam tạng cho cuộc ngã. Còn sắp xếp người, hướng trong thanh lâu nhất. Hạ giới. Phật tổ lập tức phải tiến vào. Nhưng là thời khắc mấu chốt, đầy trời Phật quan hiện ra. Di lạc Phật xuất hiện ở trên bầu trời. Miệng to thở hỗn hển, đầu óc bên trên là một tráng mồ hôi một đường đạp lúc cần ga, đã làm tới. Lớn mật Di Lạc Phật vừa muốn khiển trách một tiếng lớn mật phàm nhân, ngược lại liền kịp phản ứng. Không được. Nếu như những thứ này phàm nhân, biết rõ người này là như lai Phật tổ. Như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng ở phàm trần trung Phật môn tín đồ. Hơn nữa cũng mất thể diện nha. Kết quả là Di Lạc Phật hừ một tiếng, vung tay lên cuốn lên Phật tổ xoay người rời đi, một câu nói không nói mà hạ giới những thứ này phàm nhân, toàn bộ đều ngẩn ra. Phật Đà hiển linh. Chỉ là còn không chờ bọn hắn quỳ lạy đâu rồi, xoay người rời đi. Một ít phàm nhân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng quỳ lạy trên đất. Di Lặc Phật mang theo uống say Phật tổ, hướng Tây Thiên Phật môn đi. Âm thầm thở dài một cái. Phật môn rốt cuộc tạo cái gì nghiệp nha, làm sao lại trên quán một cái như vậy không bớt lo Phật tổ. Từ không đúng. Lúc trước Phật tổ vẫn không tệ. Tận tâm tận lực, công việc cẩn trọng. Hết thảy đều là biến số xuất hiện sau đó, đưa đến Phật tổ bất tri bất giác có chút rơi xuống. Luôn nói đến, hết thảy đều là biến số nguyên nhân. Thậm chí liên quan tới chuyện này, cũng có thể là biến số an bài. Nhưng mà đối với mặc dù biến số đã chắc chắn thân phận, có thể là dựa theo bọn họ Phật môn tính toán, ở biến số phía sau, có ít nhất đến hai vị thánh nhân ở sau lưng của hắn. Không chọc nổi. Lão Tam, uống nha. Như Lai Phật tổ chóng mặt nói một câu, trận mở mắt nhìn rồi nhìn. Ngược lại một bên đầu, hoa hoa phun ra ngoài. Uống rượu, vốn là choáng ván đầu, mà Di Lạc Phật mở vân mở có chút nhanh, lần nữa vựng vân rồi. Phật tổ, tỉnh lại đi, ta Di Lạc Phật. Di Lạc Phật kêu hai tiếng. Nhưng là Phật tổ ai nha một tiếng, tiếp tục đã ngủ. Trở lại Linh Sơn. Đem uống nhiều Phật tổ đặt ở Đại Điện Trung ương. Chúng Phật nhìn nằm ở Đại Điện Trung ương khò khò ngủ say như lai Phật tổ, khóe miệng không khỏi co quắc. Tập thể không nói gì. Sau một hồi, nhiên đăng cổ Phật đọc một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Nhìn kỹ bên dưới, thân thể của hắn cũng đang khẽ rung đến, chắc hẳn nội tâm của hắn tuyệt đối không bình tĩnh. Như lai Phật tổ nằm ở trên Đại Điện, khò khò ngủ say, tiếng ngáy rung trời. Đối với bên người phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết rõ. Quả thật uống hơi nhiều. Dù sao theo Phật tổ, hết thảy đều đã vạn sự đã sẵn sàng rồi, đây là đáng giá ăn mừng. Uống nhiều điểm cũng bình thường. Chúng Phật trố mắt nhìn nhau, nhìn một chút nằm ở trong đại điện Phật tổ, sau đó ánh mắt đều rơi vào di lạc Phật cùng trên người nhiên đăng cổ Phật. A-di-đà Phật Nhiên đăng cổ Phật lần nữa đọc một câu Phật hiệu, sự tình như thế, mọi người ai cũng chớ nói ra ngoài. Này không phải là cái chuyện tốt gì, một khi nói ra, Phật môn mặt còn cần hay không? Bây giờ nhiên đăng cổ Phật chỉ mong đợi, hết thảy các thứ này thiên đình cũng không nhìn thấy. Ai nha? Như lai Phật tổ ai nha một cái âm thanh, nhào nặng cái đầu ngồi dậy, thần sắc còn có chút mờ mịt. An toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là nhìn một cái là mình đại lôi âm tự, cũng yên lòng đi xuống xuất ra một điếu thuốc đốt cho mình nhất một cái thần như lai ngươi thân là phật tổ chi tổ thật không ngờ buông thả chính mình làm ra như vậy có nhục phật môn chuyện nhiên đăng cổ phật khiển trách một tiếng người thành đại sự thế nào mà nếu này nghịch ngợm mặc dù tỉnh trụ không ít nhưng là phật tổ vẫn như cũ chóng mặt nghe được nhiên đăng cổ phật nói như vậy nhất thời cảm thấy bất mãn khẽ to mày đứng lên đi tới chính mình phật tổ trên băng ghế nhỏ ngồi xuống Phật tổ ở một hơi rượu, nghiêng đầu nhìn chầm chầm nhiên đăng cổ Phật, bổn tọa không rồi cùng đường tam tạng uống chút rượu không? Như vậy cũng coi là có nhục Phật môn rồi không? Cái này lão gia hỏa, nhất định là chính mình khởi nghĩa trên đường chướng ngại vật. Phật tổ đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Thậm chí còn đang suy tư, thế nào đã văng ra cái này đáng ghét chướng ngại vật. Nếu như trong ngày thường, như lai Phật tổ đương nhiên sẽ không cùng nhiên đăng cổ Phật nói chuyện như vậy rồi nhưng là bây giờ hắn rượu còn không có hoàn toàn thanh tĩnh đây. Cho nên chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đổi mà bắt đầu. Nhiên đăng cổ Phật thần sắc ngẩn ra, ám thầm hừ một tiếng. Cũng không nói lời nào. Nhìn phía dưới con lừa trọc, Phật tổ lại trầm ngâm. Hẳn tìm một cái cơ hội cùng một số người giao một đấy. Dù sao đối với phía sau hai vị thánh nhân, bây giờ hắn đã có ứng đối chỉ pháp. Cũng có thể hành động. Hướng huyền quan kính nhìn một cái, tâm tư nhìn một chút đường tam tạng làm gì vậy? Nhìn một cái bên dưới, như lai Phật tổ sững sờ, sau đó vội vàng đóng cửa huyền quan kính. Rốt cuộc lại vào trong thanh lâu vù vù ha ha đi. Đáng chết. Thiên đình. Mặc dù như lai Phật tổ không có thật đi vào, nhưng là đối với Ngọc Đế mà nói. Sau này thấy như lai Phật tổ nói cái gì cũng rất tốt cười nhạo hắn một phen. Chặt chặt. Phật môn Phật tổ cũng bộ dáng này sao? Hơn nữa biến số sự tình, có thể nói Tây Du đã phế. Phật môn đại hưng. Đó là đang nằm mơ. Duy nhất để cho người ta không hiểu vẫn như cũ biến số vấn đề, vẫn ẩn núp ở sau lưng. Liên quan tới một điểm này để cho Ngọc Đế cũng rất bốc lửa. Dù sao bởi vì biến số sự tình, thiên đình cũng ở đây hao người tốn của tổn thất chính giữa. Lần này đem Lý Thiên Vương cũng cho nổ. Bây giờ Lý Tĩnh hay lại là một đạo hồn phách chi thể Ở phía dưới bay đây Không ngừng lau nước mắt Chỉ cảm giác mình quá ủy khuất Tại sao bị thương chung quy là mình Lý Tĩnh ngươi đừng gào Ngươi này khóc kỹ đi tiểu gào Thật chán ghét nhân Ngọc Đế bất mãn lẩm bẩm một câu Vốn là Lý Tĩnh đối chiến linh các bồ tát chuyện Còn để cho Ngọc Đế thật hài lòng Xem bọn họ thiên đình Lý Thiên Vương hăm hở Đánh linh các bồ tát liên tục bại lui nhưng mà bây giờ này một hồi gào kia còn có một chút lý thiên vương dáng vẻ à không phải là nhục thân bị tạc rồi không có cái gì nha một chút như vậy năng lực chịu đựng cũng không có khó thành đại sự thái bạch kim tinh ngươi đi hướng lão quân nơi đó cho lý tỉnh cầu lấy một viên thuốc cái này gào trẫm hảo tâm tình cũng để cho ngươi cho gào không có cái gì cũng không phải đồ chơi vừa nói ngọc đế vất ống tay áo một cái thở phì phò đi nha lý tĩnh càng cảm thấy tuổi thân hắn giàu gì cũng là vì thiên đình anh dũng hy sinh còn bị ngọc đế mắng một trận thật sự là quá khó khăn lại nói hắn khóc cũng không phải là bởi vì nhục thân không có duyên cớ là bởi vì mỗi một lần bị thương đều là hắn cho nên cảm thấy tuổi thân hạ giới quan âm bồ tát xuất hiện đem đường vũ cho kêu gọi ra phật tổ đã hợp tác với sa ngộ tịnh rồi ta muốn hắn rất nhanh sẽ biết có hành động Quan âm Bồ Tát nói. Nhưng mà quan âm Bồ Tát tâm lý lại không còn gì để nói. Cứ như vậy đem biến số cái mũ bấu vào sa ngộ tịnh trên đầu. Mà sa ngộ tịnh cũng vậy, mở miệng một tiếng Phật tổ anh minh. Đưa đến để cho Phật tổ cho ngộ phán rồi. Khóe miệng của đường vũ có chút co quắp một cái, mặt mũi quái dị. Một lát sau, tất tiếng cười to. Lai ca là một nhân tài, tam lăng tử cũng là một nhân tài. Bây giờ hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc tam lăng tử làm cái gì, thậm chí ngay cả Phật tổ cũng cho lắc lư đi qua. Bây giờ Phật tổ muốn khởi nghĩa. Cùng biến số, cũng chính là tam lăng tử hợp tác. Nếu như thời khắc mấu chốt, đột nhiên biết rõ biến số không phải tam lăng tử. Không biết rõ có thể hay không cho lai ca làm ra tắc mạch máu não. Ngươi muốn làm thế nào? Quan âm Bồ Tát nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ. Nếu Lai Ca muốn khởi nghĩa, Thế nào ta cũng được muốn làm pháp tướng giúp một phen." Đường Vũ cười một tiếng. Nhìn hắn nụ cười, Quan Âm Bồ Tát trùng mình một cái. Dù sao Lai Ca lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liên đâu rồi, nhìn ở dạng này thứ tốt, ta cũng phải ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Nhìn như Phật giáo trong tay Như Lai Phật Tổ. Thực ra không phải, hắn sở trưởng quản chẳng qua là linh sơn những thứ này Phật Đà. Tổng thể mà nói, Phật giáo là đang ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái thánh nhân trong tay. Hai người bất tử, Phật giáo bất diệt. Dù sao phổ độ chúng sinh, ngạch, lắc lư mọi người, là bọn hắn sở trường tuyệt hoạt. Phật giáo chính là chỗ này sao tới. Dù là Lai Ca muốn muốn đi ra ngoài làm một mình, cuối cùng mang đi bất quá chỉ là Phật giáo một ít đệ tử, tài nguyên thôi. Đối với Phật môn cũng sẽ có một ít đã kích. Nhưng là lấy Tây Phương hai vô sĩ mà nói, trời rạc thủy như thế dù sao bọn họ chỉ cần đi bộ một vòng liền có thể phổ độ không ít người phong thần lượng kiếp mặc dù chúng thần trở về vị trí cũ nhưng là được đại chỗ tốt to lớn chính là hai cái kia không biết xấu hổ đây chính là tương đương với lão đại và lão nhị liên thủ làm lão tam hai người chưa từng làm lão nhị không thể làm gì khác hơn là tìm ngoại viện nhưng không nghĩ đến lúc đó bị ngoại viện lượng tiện nghi bất quá hết thảy các thứ này có thể hay không cũng có hồng quân vậy cũng lão gia hỏa nhúng tay đây cũng không phải là không có khả năng nếu như nói phong thần lượng kiếp thua thiệt lớn nhất chính là nữ hoa người sở hữu tộc khí vận cũng không có đều bị thiên đình cùng phật giáo cướp đi sợ rằng sau đó nữ hoa đã phát hiện mình bị lừa gạt nhưng là lại đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi ở sau đó chúng thần trở về vị trí cũ thiên đình hoàn thiện tàn sát lũ yêu. Từ đó dẫn phát kia một trận yêu tộc cùng thiên đình cuộc chiến. Yêu vương đám người phấn khởi phản kháng, yêu tộc đại bại. Ngay cả nữ hoa ở trong trận chiến đó đều biến mất. Di lạc Phật, để cho ta tới thúc giục ngươi, nắm chặt lên đường, này một khó khăn đã bỏ đi rồi. Sau này ta sẽ đi thông thiên hà, đem lý ngư tinh lấy đi. Quan âm Bồ Tát nói. Từ, một khi Lai Ca có cái gì đại động tác rồi, ngươi nói cho ta biết. Đường Vũ hướng về phía nàng trách móc cười một tiếng. Quan âm Bồ Tát rất nhanh rời đi, đem Lý Ngư Tinh lấy đi. Ngược lại này một khó khăn đã bỏ đi rồi, không cần thiết ở ở lại chỗ này. Chuyển mà trở lại rồi chính mình lạc già sơn. Mà đường vũ một đêm sau khi sản khoái, trở lại thông thiên hà bên cạnh, cũng không có gấp lên đường. Bởi vì ngộ hố con kỹ kia vẫn chưa về. Tây Thiên Như Lai Phật tổ nhìn quan âm Bồ Tát trực tiếp đem Lý Ngư Tinh lấy đi. Ca ba một cái con mắt của hạ. Tự hồ có hơi phản ứng dây chuyền rồi. Bởi vì này một khó khăn vốn chính là bọn họ cứu ra Hà thần. Hà thần là một cái rùa lớn, sau đó kéo của bọn hắn qua sông. Cái này rùa, ở phía sau vẫn cùng một khó có đến dính líu đây. Ngược lại suy nghĩ một chút, ngược lại này một khó khăn cũng không thành được. Quan Âm Bồ Tát làm như thế, tự hồ cũng không có gì không đúng. Nhất thời, Như Lai Phật Tổ bình tĩnh đi xuống huống chi hắn đều đã đi ra ngoài chuẩn bị làm một mình mình đã cùng sa ngộ tịnh nói để cho hắn cho chút mặt mũi chắc hẳn người kế tiếp kiếp nạn mới có thể thành như vậy đối phía sau hai cái thánh nhân cũng có một ít giao phó quan âm bồ tát rất nhanh lần nữa quay trở về linh sơn theo linh sơn tan việt như lai phật tổ đem linh các bồ tát quan âm bồ tát hai người dẫn tới thiện phòng đây đều là hắn tin tưởng nhất nhân vào lúc này cũng nên cùng bọn họ kêu cái đấy vung tay lên đem điều này thiên cơ cũng che mắt như lai phật tổ đốt một điếu thuốc chậm rãi nói tin tưởng các ngươi hai người đã đã nhìn ra bổn tọa muốn muốn đi ra ngoài làm một mình hai vị bồ tát thần sắc không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn bởi vì đã sớm phát giác hết thảy các thứ này hai người các ngươi đều là bản tính nhiệm nhân cho nên bổn tọa cùng các ngươi giao một đấy chỉ cần đi theo bổn tọa bên người sau này bổn tọa cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi như lai phật tổ nói bây giờ biến số đã cùng bổn tọa hợp tác cho nên đối với phía sau hai vị thánh nhân bổn tọa cũng có ứng đối phương pháp điểm này các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta tự nhiên đi theo phật tổ quan âm bồ tát trực tiếp tỏ thái độ đối với phật tổ khởi nghĩa thất bại là khẳng định thất bại mặc dù đường tam tạng nói ở thời khắc mấu chốt sẽ cùng tương trợ một phen hắn lai ca nhưng là lấy đường tam tạng làm người, không đem ngươi huyết hút khô, kia là không có khả năng tương trợ. Phật Tổ tự cho là đúng khởi nghĩa, cho là biến số đáp ứng, đã có biện pháp đối phó sau lưng hai vị thánh nhân. Vấn đề ra ngộ tịnh cũng không phải biến số nha. Quan Âm Bồ Tát thở dài một cái, đột nhiên có chút đồng tình Phật Tổ rồi. Là cái gì đưa đến Phật Tổ xảy ra như vậy ngộ phán đây? Ta cũng nhất định sẽ đi theo Phật Tổ. Linh các Bồ Tát cũng biểu thái chỉ là tâm lý lại đang suy tư, sẽ không ảnh hưởng hắn bán yên chứ. Được. Theo hai người tỏ thái độ, như Lai Phật tổ nhất thời mừng rỡ, quan âm Bồ Tát, khoảng thời gian này do ngươi đang ở đây tam giới đi một chút, đi đến một số người đạo tràng, mà Linh Các Bồ Tát liền từ ngươi âm thầm cùng Phật môn người nói chuyện với nhau một phen. Như Lai Phật tổ hút một hơi thuốc, nở nụ cười, trong tay ngươi, có ưu thế tuyệt đối, cũng chính là cái này thuốc lá, ngươi biết bổn tọa ý tứ đi. Phật tổ, ta biết rõ. Linh các Bồ Tát nói. Vài người thương nghị một phen. Ngay sau đó Phật tổ mở ra Phật môn bảo khố, chọn lựa một ít bảo bối, để cho quan âm Bồ Tát đi đến đâu suốt cung hối đoái một ít tiên đan, sau đó cùng những bảo bối này đồng thời đưa đến vạn yêu quốc đi. Mà Linh các Bồ Tát cũng hành động. Bắt đầu lôi kéo phía dưới này một số người. Trong đó hay lại là một cái tối cường đại nhân, địa tàng vương nhưng là vừa nghĩ tới, địa tàng vương cái kia lời thề. Phật tổ trực tiếp cho hắn buông tha. Bởi vì hắn không đi ra lọc địa ngục, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Đáng thương lão vương. Cứ như vậy bị vây ở rồi địa ngục. Nhiên đăng cổ Phật, di lạc Phật đám người tự nhiên cảm thấy Phật môn quái dị. Đối với Phật tổ dự định, di lạc Phật hay lại là thoáng hiểu rõ một chút. Đã sớm cảm thấy Phật tổ có nhị tâm dù sao đã từng không chỉ một lần nói muốn buông tha tây du hơn nữa hai người lúc ấy ở trong hỗn độn cũng có một phen nói chuyện với nhau chỉ bất quá khi đó di lặc phật cũng không có thay đổi thái nhưng là bây giờ hắn vẫn không khỏi suy tư phật tổ ở trục bộ hành động rồi rất rõ ràng vậy chính là có rồi lá bài tẩy đối phó phía sau thánh nhân lá bài tẩy bằng không phật tổ tuyệt đối không dám như vậy đắc ý cụ thể thế nào đi đứng đội Di Lạc Phật như cũ còn đang do dự chính giữa. Một cái đứng sai đội, khi chỉnh không tốt thì phải xong con bê. Cho nên, hắn quyết định hay lại là quan sát một phen. Về phần một ít la hán, thậm chí còn ngân đầu yết đế đám người. Trên căn bản đã toàn bộ bị linh các Bồ Tát bắt lại. Tại sao? Bởi vì hắn nắm giữ Phật môn mạch sống, cũng chính là thuốc lá. Cho nên làm lên chuyện đến, làm ít công to mà quan âm bồ tát cũng ở đây tam giới đi mà bắt đầu cùng bị lam bồ tát nói chuyện với nhau một phen bắt nàng lại đối với cái này hết thảy phật tổ dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt tâm tình thật tốt chỉ cần đem các loại con lừa trọc toàn bộ mang đi thành lập các bang phái lấy hắn vi tôn hắn cũng có thể giống như phía sau thánh nhân như thế ẩn cư ở sau lưng nhưng mà lại vững vàng nắm trong tay hết thảy các thứ này phật tổ ở tâm lý suy nghĩ chính mình hoành đồ sự nghiệp chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Không thể không nói, Phật tổ trí tưởng tượng còn là rất tốt đẹp. Nhưng là không biết rõ cuối cùng biết cái gì dạng. Có thể hay không dựa theo hắn đoán muốn như vậy đi phát triển. Hoa quả sơn. Công ngộ không lần nữa hồi đến nơi này. Đáng tiếc bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, đã một vùng đất cằn cỗi rồi. Hắn ở hoa quả sơn không có giới hạn đi mà bắt đầu. Sau đó trở lại thủy liêm động. Nơi này cũng đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng là ngày xưa lưu lại một ít gì đó, như cũ vẫn còn ở đó. Tề Thiên Đại Thánh bảo tọa lạc đầy tro bụi. Tôn Ngộ Không đi tới, không khỏi ngồi xuống. Không khỏi hắn một trận tim đập rộn lên. Nhắm đến con mắt, hắn phản phất đang nhớ lại năm xưa cao ngất năm tháng. Đột nhiên Tôn Ngộ Không trợn mở con mắt, hướng một bên vách tường nhìn. Hắn đi tới, vuốt ve vách tường tự hồ ở trong này có thứ gì để cho nhịp tim của hắn gia tốc đột nhiên hắn quăng lên kim cô bổng nặng nề đập xuống toàn bộ thủy liêm động một trận run rẩy phản phất tùy thời có thể sụp đổ nhưng là kỳ quái là bức tường kia lại hoàn hảo không chút tổn hại tại hắn xuất thủ một khắc kia từ trên vách tường trắng trả tới lực lượng khổng lồ suýt nữa không để cho kim cô bổng rời khỏi tay thánh nhân lực lượng tôn ngộ không có chút ngạc nhiên đây rốt cuộc là chuyện gì? Đối với cái này bên trong, hắn có thể nói so với ai khác đều phải quen thuộc, dù sao hắn lại là ở chỗ này xưng vương. Hắn có thể khẳng định, lúc trước tuyệt đối với nơi này tuyệt đối không có như vậy lực lượng. Năm trăm năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này sẽ lưu có như thế cường đại thánh nhân lực lượng, còn có hoa quả sơn con khỉ hầu tôn đây? Tôn ngộ không vừa muốn xuất thủ lần nữa. Như lai Phật tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Trong này xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không nhìn như Lai Phật Tổ hỏi vì sao lại có này thánh nhân phong ấn trận pháp? Thoáng trầm ngâm, như Lai Phật Tổ nói, ngươi biết rõ hoa quả sơn tại sao sẽ như vậy sao? Bởi vì năm xưa có một cái tuyệt thế đại ma tới chỗ này, cho nên hoa quả sơn biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Ngay cả ngươi những con khỉ kia hầu tôn cũng chết tại đây cái tuyệt thế đại ma trong tay. Ngươi ứng nên biết rõ, còn nhỏ ngươi được nói lúc, đốt có liên quan hầu loại sổ sinh tử. Bọn họ dù chết nhưng là đều biến thành không có nhục thân cô hồn giả quỷ, cho nên bổn tọa từ bi, để cho một đám con khỉ hầu tôn đi đầu thai. Như lai Phật tổ thở dài một cái, hết thảy các thứ này phát sinh thời điểm, ngươi còn bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ, cho nên quả quyết sẽ không biết được. Mà cái kia tuyệt thế đại ma, liền bị phong ấn ở rồi nơi này. Sở dĩ phong ấn, là vì vậy tuyệt thế đại ma tu vi cường đại bổn tọa không cách nào diệt trừ hắn cho nên lấy thánh nhân tay bày trận pháp đưa hắn phong ấn nơi này con mắt của tôn ngộ không nhìn không chớp mắt như lai phật tổ đối với phật tổ lời nói tôn ngộ không có chút hoài nghi lần trước lúc trở về liên quan tới hoa quả sơn thậm chí còn con khỉ hầu tôn sự tình hỏi thăm qua diêm vương cùng ngọc đế nhưng là hai người tuy nhiên cũng nói không biết nếu quả thật có như vậy tuyệt thế đại ma như vậy ngọc đế không khả năng không biết rõ nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn vách tường, tôn ngộ không cảm giác có chút thân thiết, nhịp tim không khỏi da tốc đứng lên, phản phất ở trong đó có thứ gì ở triệu hoáng hắn như vậy. trở về đi, thật tốt bảo vệ sư phụ của ngươi Tây Thiên Thủ Kinh. Như Lai Phật Tổ nói, trữ đứng một lát, tôn ngộ không hóa thành một vệt sáng, rời khỏi nơi này. mà Như Lai Phật Tổ đi tới vách tường một nơi, phản phất nhấn cái gì cơ quan, vách tường từ từ mở ra. Ở bên trong khóa con khỉ kia, bóng người như thế phiêu hốt, bất quá chỉ là một đạo suy yếu hồn thể. Nhưng là ở trên mặt hắn như cũ còn mang theo bướng bỉnh, đám kia liều lĩnh không ai bị nổi, phản phất bẩm sinh, hắn liền phải như vậy. Hắc hắc. Thương hầu bướng bỉnh cười hắc hắc. Ngươi nếu chịu thần phục bổn tọa, lập được thiên đạo lời thề, bổn tọa sẽ trả ngươi tự do. Như Lai Phật Tổ nói. Cút. Đáp lại cho hắn là, sạch sẽ gọn gàng một chữ, từ thương hầu trong miệng phun ra. Hừ, không biết điều, vậy ngươi liền vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này đi. Như Lai Phật Tổ hừ một tiếng, ngay sau đó hắn phất phất tay, trận pháp một trận thay đổi. Ngoại giới vạn yêu quốc hết thảy có hiện tại thương hầu trước mắt. Hắn ngưng mắt nhìn cái kia tử y nữ tử, ánh mắt long long nhìn. Hắn há miệng, cổ họng một trận xúc động, phản phất muốn nói điều gì, nhưng là cổ họng phản phất bị người ngăn trận tựa như một câu nói đều không nói được. cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành hai chữ tử hà. a à. thương hầu thống khổ gào to một tiếng phấn khởi giải dụa, trên người thiết liên hoa lạp lạp vang dội nổi lên nhàn nhạt hồng quang phía trên có cường đại sóng pháp lực truyền tới thẳng vào thương hầu trong cơ thể cuối cùng hắn buông tha hắn nửa quỳ xuống trên người thiết liên băng bó thẳng tắt nếu như không có trên người thiết liên hắn sẽ nằm rạp trên mặt đất, tựa như một bãi bùn nát. Thống khổ sao? Như vậy thần hồn cảm giác. Ngươi sớm đã biết đây là thánh nhân luyện chế pháp bảo, ngươi không cách nào đi tránh thoát. Bổn tọa cũng không thể không bội phục ngươi, biết rõ không cách nào đi tránh thoát, vẫn còn lần lượt đi giải dụa, mỗi một lần giải dụa đều tại trước thiêu thần hồn cảm giác, không dễ chịu chứ. Như Lai Phật Tổ Lạnh lùng nói. Thương hầu đạo thân ảnh kia, phản phất càng hư nhược tự hồ gió thổi một cái thì sẽ tiêu tán sau một hồi đạo thân ảnh kia mới nói cút âm thanh như vậy đã không có bất kỳ khí thế mang theo khàn khàn một loại thống khổ nhìn chăm chú hắn chốc lát như lai phật tổ hừ một tiếng ngược lại rời đi hoa quả sơn lại dần trở về rồi yên lặng hạ giới theo tôn ngộ không trở lại đường vũ chào hỏi các học trò một tiếng này một khó là phật môn chính mình buông tha còn để cho đường vũ có chút thất lạc thở dài. Dù sao không có cách nào ở kiếm lấy càng nhiều khí vận đáng giá. Ngộ hố, ngươi làm sao? Dọc theo đường đi nhìn tôn ngộ không lòng có chút không yên, đường vũ không khỏi hỏi. Tôn ngộ không trầm mặt một chút, sư phó, không có gì, chỉ là quan vu tu vì vấn đề. Hắn thấy, sư phụ mình một cái phàm nhân, dù là cùng hắn nói những thứ này hắn cũng không hiểu chỉ là càng nhiều lại đang suy tư hoa quả sơn kia một mặt vách tường phía sau rốt cuộc khóa cái gì thật giống là như lai phật tổ từng nói khóa một cái tuyệt thế đại ma sao nhưng là tại sao hắn sẽ cảm giác thân thiết như vậy nghe vậy đường vũ khẽ nhíu mày một cái đầu bây giờ tôn ngộ không đã đại la kim tiên tột cùng nhưng lại chậm chạp bước vào không tới chuẩn thánh hắn tu vi đã tiến vào một cái bình cảnh đường vũ không khỏi nghĩ đến năm xưa yêu vương Độc chiến Ngọc Đế cùng Như Lai, hai vị chuẩn thánh mà không rơi xuống hạ phong, trong tay kim cô bỗng như củ hổ hổ sinh phong. Có lẽ khi đó Tôn Ngộ không mới là hắn đỉnh phong lúc chiến lực. Mà bây giờ hắn, đơn giản chính là thỉnh kinh trên đường an bài một viên quân cờ. Huống chi bây giờ Tôn Ngộ không, thiếu một hồn. Theo đường vũ, kia một hồn hẳn là bị nhân sinh xì dầu cách đi ra ngoài. Cho nên đưa đến Tôn Ngộ không biến thành bộ dáng bây giờ. Thiếu một hồn, cũng không hoàn chỉnh chính mình, như thế nào bước vào chuẩn thánh. Ở một cái, đường vũ mơ hồ cảm thấy, ngày xưa yêu vương cùng mình đi là cùng một cái đường. Lấy lực chứng đạo, nhục thân thành thánh. Nếu không, lúc ấy hắn không sẽ như thế cường đại, đơn độc đối kháng hai đại chuẩn thánh mà không rơi xuống hạ phong. Ồ! Đường vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng mà tâm lý lại ở suy tư. Bây giờ còn không dám tương trợ tôn ngộ không? Bởi vì quá nhiều người đang chú ý. Một khi Tôn Ngộ không thật đột phá, như vậy không chỉ Phật môn, sợ rằng liền Thiên đình cũng sẽ đứng ngồi không yên. Còn có theo Đường Vũ, chỉ sợ bọn họ những người này đã cho là giờ phút này Tôn Ngộ không sẽ không quả quyết đang đột phá rồi. Nếu như tùy tiện đột phá, thật bước vào chuẩn thánh. Như vậy đối với Tôn Ngộ không không có lợi. Cho nên, Đường Vũ quyết định tạm thời vẫn là không muốn đang làm gì. Trư bác giới đột nhiên ý vị thâm trường nói, hầu ca, ngươi đã rất mạnh rồi. Ta sẽ trở nên mạnh hơn. Công ngộ không nắm kim cô bổng luân phiên một vòng, kim cô bổng nặng nề đâm ở trên mặt đất, nhất thời trong thiên địa cũng hết thảy lay động. Ngươi không cần trở nên mạnh hơn, bởi vì ngươi đã rất mạnh rồi. Cuối đầu, trư bác giới lặp lại lần nữa một câu. Cùng lúc đó tam lăng tử cũng cúi đầu xuống, tự hồ có hơi không dám nhìn tôn ngộ không. Quả nhiên, Đường Vũ ở tâm lý cười lạnh một tiếng. Hai ngốc tử lời này rõ ràng cũng là đang nhắc nhở Tôn Ngộ không không muốn đang đột phá rồi. Nghĩ kỹ lại, cũng đúng. Bây giờ Tôn Ngộ không bất quá Đại La Kim Tiên, dù cho hắn chiến lực siêu quần, vượt xa một loại Đại La Kim Tiên người, nhưng là như cũ còn ở nắm trong bàn tay. Nếu hắn thật bước vào chuẩn thánh. Lấy Tôn Ngộ không chiến lực, sợ rằng ngoại trừ thánh nhân xuất thủ, không người nào có thể bắt hắn lại đường vũ nhìn hai ngốc tử liếc mắt xem ra phải tìm cơ hội hỏi một chút hai ngốc tử rồi thậm chí liên quan tới tôn ngộ không sự tình hắn biết rõ càng rõ ràng ta cho là nhị sư huynh nói đúng đại sư huynh ngươi đã rất mạnh rồi không cần đang đột phá rồi tam lăng tử ngu ngơ cười một tiếng tôn ngộ không không nói gì ngã nhào một cái lộn ra ngoài đứng ở trước mặt trên một tảng đá lớn hướng xa xa nhìn ra xa một cái lần ngay sau đó ngã nhào một cái lật tiếp, về phía trước đi. Ngộ Hố cường đại điểm không tốt sao? Hai ngươi nhân lời này là ý gì? Đường Vũ vô tình hay cố ý nói? Hai ngốc tử cùng Tam Lăng tử liếc nhau một cái, hai ngốc tử cười khang một tiếng, ta cho là hầu bây giờ ca đã rất cường đại, ha ha. Cái này hai ngốc tử đi nha. Đối vi sư cũng không nói thật rồi. Có còn muốn hay không đi thanh lâu rồi. Liền như ngươi vậy ta còn có thể mang ngươi rồi không? Nhưng mà nhân gia không muốn nhiều lời, đường vũ cũng lười hỏi lại cái gì. Ken Âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới. Chúc mừng ký chủ, thông qua thiên địa bảo khố chìa khóa đưa tới linh các Bồ Tát cùng lý tỉnh hai người hy sinh. Từ Phật môn đạo giáo mỗi người hơi đoạt 500.000 khí vận giá trị. Khen thưởng 1 triệu khí vận giá trị. Ken Chúc mừng ký chủ, Đưa đến này một khó khăn Phật môn tự mình buông tha. Từ trong nhà Phật cướp đoạt khí vận. Khen thưởng khí vận giá trị 200.000. Đối với cái này sao điểm khí vận giá trị. Đường Vũ không có bất kỳ mừng rỡ, dù sao hắn gần đây làm đều là đại mua bán. Như vậy điểm khí vận giá trị. Hắn thật là có điểm coi thường. Liền như vậy. Tối thiểu so với không có tốt muốn biết rõ hắn chính là từ vừa mới bắt đầu 10.000 khí vận giá trị, cẩu thả cho tới bây giờ. Không dễ dàng nha. Hồi tưởng lại đã từng, không khỏi một cái chua cay lệ. Tây Thiên Đối với cái này một khó khăn đột nhiên buông tha. Nhiên đăng cổ Phật trong lòng có chút bất mãn. Hắn thấy, chỉ cần Phật môn thoáng cố gắng một phen, có lẽ có thể thành. Nhưng không nghĩ đến lúc đó, Phật tổ trực tiếp buông tha. Cố gắng cũng không nỗ lực ở một cái còn có linh sơn bầu không khí cảm giác rất quái lạ linh các bồ tát ngay ngắn một cái tìm vài người thọc một chút xì xào cũng không biết rõ đang nói cái gì ngược lại để cho nhiên đăng cổ phật cảm thấy rất kỳ quái như lai phật tổ nhìn linh các bồ tát cùng quan âm bồ tát thao tác rất là hài lòng giải quyết tận gốc chỉ cần có một cái cơ hội thích biết những thứ này con lừa trọc hắn không sai biệt lắm toàn bộ đều có thể mang đi Đi ra ngoài làm một mình đi. Không chịu khí này rồi. Hướng huyền quan kính nhìn một cái. Ngồi tại chính mình Phật tổ trên băng ghế nhỏ, hai chân đông đưa, ngậm thuốc lá. Đem kịch bản lấy tới, cẩn thận lật xem xuống. Nhìn một chút tiếp theo khó khăn là nội dung gì. Bất quá, hắn đã cùng sa ngộ tịnh trao đổi. Phật tổ tin tưởng tiếp theo khó khăn tất thành. Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Quốc. Nhà. Biết. Kim sĩ đại bằng cùng thanh sư bạch tượng đám người, hắn đã sớm an bài xong xuôi rồi. Này một khó khăn thấy thế nào, cũng không sẽ ra hiện tại ý gì ngoại. Không nói trước xa cách chính là kim sĩ đại bằng, đó là thuộc về Phật tổ mẹ ruột cửu. Hơn nữa dương cánh lên như diều gặp gió chính vạn dặm. So với tôn ngộ không cân đẩu vân nhanh hơn rất nhiều. Ở một cái hắn tu vi và tôn ngộ không không phân cao thấp, ở cộng thêm thanh sư bạch tượng hai cái yêu quái làm phụ trợ, hoàn toàn không có vấn đề. Còn có sư đà quốc 100.000 yêu quái đây. Hơn nữa trước đó vẫn cùng sa ngộ tịnh đã thông báo. Này mấy khó khăn, thấy thế nào đều được. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Phật tổ búng một cái cho thuốc lá, nhỏ nhỏ mị lên con mắt, lóe lên cơ trí quan mang, tự tin cười một tiếng, này khó khăn tất thành. Phật môn chúng Phật toàn bộ đều nhìn về phía Phật tổ, hoàn toàn không biết rõ hắn từ lấy tự tin ở đâu ra dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần không xuất hiện cái gì trò yêu liền có thể đốt hương rồi mà phật tổ lại mê chi tự tin nói này khó khăn tất thành chỉ là đối với tây du kiếp khó khăn vấn đề chúng phật cũng đã có thái độ hoài nghi dám hỏi phật tổ lời này kể từ đâu người thành đại sự có tự tin là chuyện tốt nhưng là tuyệt đối không thể tự tin quá mức nha nhiên đăng cổ phật chậm rãi nói bổn tọa nói này khó khăn tất thành như Lai Phật Tổ tràn đầy tự tin nói. A Di Đà Phật. Đọc một câu Phật hiệu, nhiên đăng cổ Phật lui xuống, nếu Phật Tổ nói như vậy, vậy hắn không cũng may nhiều lời gì. Thân là Phật môn người. Nhiên đăng cổ Phật thực ra rất là mong đợi, có thể nhiều thành mấy khó khăn để cho Tây Du lượng kiếp thuận lợi hoàn thành. Đối với này khó khăn, Phật Tổ cho là hoàn toàn không cần quan tâm. Ngay sau đó đem mạc chược lấy ra. Chào hỏi vài người, chơi tiếp hạ giới đường vũ một nhóm nhân chậm rãi đi đồng thời hắn cũng đang suy tư người kế tiếp kiếp nạn vấn đề sư đà lĩnh sư đà quốc đều là phật môn người như vậy thì giết chết đi chỉ là cái này được làm sao làm chết tới kiếm lấy càng nhiều khí vận giá trị đây là một cái vấn đề bây giờ hắn còn không có một đối sách tốt sư đà lĩnh Thanh sư Bạch Tượng đã sớm hạ phàm nơi này. Theo phía dưới tiểu yêu không ngừng báo cáo, đường tam tạng bọn họ đám người đang ở dần dần đến gần. Thanh sư vương thần sắc có chút củ kết. Nhị đệ, bằng không nơi này giao cho ngươi đi, ta rút lui trước. Đối với đường tam tạng sợ hãi, ở OK quốc liền cho thanh sư vương để lại to lớn bóng mờ. Giờ phút này nghe một chút đường tam tạng đám người, đã muốn đi vào rồi sư đà lĩnh. Nhất thời có chút nửa đường bỏ cuộc chuẩn bị rút lui. Chỉ một đối phó tôn ngộ không đám người, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng là hắn sợ hãi đường tam tạng. Khoảng thời gian này đối với đường tam tạng hành động cũng biết một ít. Phật môn luôn lạc tới tình trạng như thế, cũng là bởi vì đường tam tạng. Ngay cả hắn chủ nhân, văn thù Bồ Tát đều bị chỉnh rót sô na. Về phần một ít còn lại người bị hại, càng là đếm không hết. Đây là từng việc từng việc huyết giáo huấn hơn nữa di lạc Phật một cái kia chuẩn thánh tu vi, đều bị đường tam tạng cho thu thập ti phục, kêu tam ca. Thanh sư vương sắc mặt sắc mặt âm tình bất định, nhị đệ, nơi này giao cho ngươi, đại ca rút lui trước. Đại ca, về phần ngươi sao? Không chính là một cái hòa thượng sao? Mặc dù có tôn ngộ không đợi tam tên học trò, nhưng là ta ngươi cộng thêm tam đệ, đủ để đưa bọn họ bắt lại. Bạch tượng tinh tùy tiện nói hồn nhiên không có đem đường tam tạng đợi thầy trò đoàn người coi ra gì hắn thấy đối trả bọn họ thầy trò vài người dễ như trở bàn tay nhị đệ chúng ta còn sống không tốt sao thanh sư vương nói chuyện giọng người chủ nhân phổ hiền bồ tát người hỏi hắn một chút dám cùng đường tam tạng đắc ý sao lúc đó ở ok quốc thời điểm phổ hiền bồ tát bị đường tam tạng một hồi đổi hắn chính là nhìn ở trong mắt nhưng mà phổ hiền lại liền một cái thí đều không dám thả ảo não quay trở về linh sơn cũng bởi vì không có mang trở lại cái kia cái gì thuốc lá bị phật tổ đám người một hồi trách cứ như vậy có thể thấy cái này đường tam tạng tà tính chính là một cái hòa thượng đại ca người khó tránh khỏi có chút kỹ nhân ưu thiên bạch tượng tinh mãn là không quan tâm nói cũng chính là tôn ngộ không có chút bản lĩnh nhưng là trong mắt của ta ta ngươi tam huynh đệ liên thủ bắt hắn lại dễ như trở bàn tay chỉ cần đường tam tạng bước vào sư đà lĩnh ta lập tức để cho tiểu môn cái cho hắn bắt trở về thanh sư vương nhìn hắn một cái nhị đệ như vậy đại ca rút lui trước đi cái này không thể trách hắn kinh sợ bởi vì theo thanh sư vương không cần thiết phụng bồi cái này nhị lăng tử chỉnh không tốt số cũng phải ném hừ bạch tượng tin hừ một tiếng hiển nhiên đối với đại ca muốn chạy trốn có chút khinh bỉ người vừa tới rất nhanh một cái tiểu yêu liền đi tới trước, tham kiến hai đại vương. Tiểu toản phong ngươi lập tức sắp xếp người, đi đến sư đà quốc thông báo tam đại vương nhất âm thanh, liền nói đường tam tạng rất nhanh thì bọn họ sẽ đến đến ta đây sư đà lĩnh, đối đãi với ta đem đường tam tạng bắt lại, đi liền hướng sư đà quốc, cùng các huynh đệ đoàn tụ, để cho hắn chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Đúng tiểu mã bên trên phải đi thông báo tam đại vương. Bạch tượng tinh cười nhạt, đại ca, ngươi thì nhìn nhị đệ ta như thế nào, đem đường tam tạng bắt giữ. Thanh sư vương sắc mặt âm tình bất định, túc nửa ngày mới nói, nhị đệ bằng không ngươi trước đứng thẳng một cái di chúc, có cái gì ước nguyện sau này đại ca tốt giúp ngươi hoàn thành. Đại ca, ngươi điều này thật sự là kỹ nhân ưu thiên. Bạch tượng kinh cười nói, đại ca, ngài chỉ nhìn được rồi. Một lát sau, thanh sư vương đứng lên, hướng chính mình trụ sở đi tới, khai báo một câu, ta đi bế quan, không có chuyện gì thời điểm không nên quấy rầy ta lời này rất rõ ràng đó chính là đối với cái này sự kiện hắn không nghĩ dính vào các ngươi nguyện ý thế nào làm liền thế nào làm à thế nào kinh sợ đây không chính là một cái tôn ngộ không sao có cái gì tốt sợ bạch tượng tin ở tâm lý khinh bỉ nhìn một câu ngay sau đó an bài tiểu yêu ra đi điều tra đường tam tạng một nhóm nhân tin tức tùy thời giống như hắn báo cáo sư đà quốc có 100.000 yêu quái. Vốn là tràn đầy sát lục cùng máu tanh. Nhưng là theo kim sĩ đại bằng hạ phàm, rất nhanh thu phục lũ yêu, hơn nữa đem sư đà quốc quản lý cũng như có thứ tự. Không thể không nói, ở lãnh đạo quản lý về phương diện này, kim sĩ đại bằng vẫn rất có một chút thiên phú. Lúc này hắn cũng đang trầm tư. Thân là Phật môn người, như Lai Phật tổ mẹ ruột cửu, có thể liên quan đến một ít Phật môn cơ mật. Có thể nói hắn biết rõ so với thanh sư bạch tượng hai người còn nhiều hơn. Đầu tiên đường tam tạng là không có khả năng chết. Thứ yếu người này có chút tà tính. Chỉnh không được. Hơn nữa bên người còn có này tôn ngộ không đám người. Đối với tôn ngộ không đám người, kim sĩ đại bằng ngược lại là không sợ. Hắn sợ hãi là đường tam tạng. Nên xử lý như thế nào? Bằng không liền để cho bọn họ đi qua đi. Nghe nói trước nhất khó khăn Phật môn đã bỏ đi rồi. Như vậy chính mình buông tha, bọn họ cũng nói cũng không được gì. Suy nghĩ một chút, không được, không thể như vậy buông tha. Nhưng là được thế nào đi hoàn thành. Nếu như có thể lấy một cái hài hòa hết mỹ phương thức đi hoàn thành này một khó khăn, cái này thì không thể tốt hơn nữa. Tất cả mọi người là người văn minh, cần gì phải chém chém giết giết đây. Báo, khởi bẩm ta vương, sư đại lĩnh phái người tới, là hai đại vương phái tới. Trong trầm tư, có tiểu yêu báo lại để cho hắn đi vào Kim sĩ đại bằng điểu xoay người ngồi ở chính mình ngai vàng tham kiến tam đại vương tiểu yêu vội vàng quỳ rạp xuống này tham bái mà bắt đầu ta nhị ca cho ngươi tới làm cái gì tới đại bằng vương hỏi thăm khởi bẩm tam đại vương hai đại vương phái ta tới báo đừng tam tạng đám người gần sẽ tiến vào sư đà lĩnh hắn sẽ đưa bọn họ bắt sống sau đó trở về sư đà quốc cùng tam đại vương huynh đệ tề tụ cùng chung trường sinh ba một tiếng kim sĩ đại bằng cầm trong tay ly trà trung một cái ly trà vỡ ra rớt xuống đất ngã nghiền nát tâm lý ám ám mắng lên nhị ca đầu có hố khi đường tam tạng là dễ trêu sao chủ yếu là nhân gia dám cùng ngươi tứ vô kỵ đạn ngươi căn bản không dám chỉnh tử nhân gia ở một cái phật môn kia từng việc từng việc huyết giáo huấn không cũng là bởi vì đường tam tạng sao. Cút về, nói cho hắn biết, tìm chết, chớ liên lụy ta. Kim sĩ đại bằng thở phì phò nói, ngược lại đứng lên, hướng hậu điện đi tới. Lại đang trầm tư. Hẳn dùng biện pháp gì, hữu hảo hài hòa thúc đẩy này một khó khăn. Trong điện đường, một cái quần áo đen nữ tử, đứng lặng ở bên cửa sổ, xuống phía dưới nhìn ra xa. Toàn thân áo đen như mực, chỉ sắc mặt tái nhợt, mang theo một loại bệnh hoạn như vậy Mỹ, mi mục như họa, chỉ là ở giữa hai lông mày lại mang theo một tia ưu sầu. An tĩnh thật giống như một vệt ưu thương phát họa đường viền. Kim sĩ đại bằng đi vào, nhìn nàng bóng người thở dài một cái, bọn họ muốn tới rồi. Này một khó khăn không biết rõ nên làm cái gì. Bởi vì đường tam tạng người kia tương đối tà tính. Nhưng là nếu quả thật buông tha này một khó khăn, đối Phật môn cũng không có cách nào giao phó. Ta cũng nghĩ thế ứng nên như thế nào mới có thể ở tất cả mọi người hài hòa dưới tình huống hoàn thành này một khó khăn. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nữ tử không có trả lời, kim sĩ đại bằng vương như cũ tự mình vừa nói. Vô luận như thế nào, này một khổ sở sau, chỉ sợ ta cũng phải trở lại Linh Sơn. Hắn ngưng mắt nhìn cái kia nữ tử gò má, nếu như không có ta, này sư đà quốc vương hẳn là ngươi muốn đem sư đà quốc chế tạo thành một cái khác vạn yêu quốc, đang mong đợi hắn có một ngày, hắn bản ngã trở về, sau đó phụng bồi hắn chinh chiến trời cao. Ta đã đem nơi này xử lý được rồi, đến thời điểm ta sẽ giao cho ngươi, để cho hết thảy các thứ này như ngươi mong muốn. Kim sĩ đại bằng vương cúi đầu, ngưng mắt nhìn trước mặt, hai người bóng người, một lát sau, âm âm u u nói, ta muốn biết rõ ta rút cuộc nơi nào không bằng hắn. Trong giọng nói mang theo một tia tự dẻo ngươi không không bằng hắn nhưng ngươi không phải hắn nữ tử nhàn nhạt mở miệng thanh âm bình tĩnh không lay động nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha